Ayo, welcome back. Chào mừng các bạn đã trở lại với series Podcast Coffee cùng mình, Vũ Tuấn Anh. Và hôm nay có một vị khách mời đến để chia sẻ và trò chuyện với chúng ta về chủ đề ngày hôm nay. Đó chính là anh Tiến. Thì anh Tiến hãy chia sẻ với các bạn về anh Tiến và về công việc mà anh Tiến đang làm để các bạn làm quen với anh Tiến trong cái tập ngày hôm nay. Xin chào mọi người, mình là Tiến. Hello Tuấn Anh, hello Đức. Dạ, dạ. Hiện tại là mình đang làm việc tại đơn vị rental Tuấn Vũ với vị trí là rapper. Quá trình làm rapper của mình thì mình đã tham gia các dự án phim, bộ phim đoạt giải là phim Ngọt, một vài dự án MV trang cover của Blackpink, của chị Mina Phạm, là vợ của Minh Nhựa. Rồi, rồi em cũng thấy có một vài cái MV gần đây của bên Tăng Phúc. Thì bên anh Tiến cũng làm lighting. Có làm một set của anh Tăng Phúc, bài Kỳ vọng sai lầm thì cũng vào trending. Top trending. Thì và một bài gần đây nữa của anh Tăng Phúc thì cũng là đang trending. MV nhỏ thì giờ nhắc nhiều quá. Nói chung là anh Tiến thì cũng tham gia cũng rất là nhiều dự án rồi đó. Nếu mà những cái bạn mà hay làm về những cái sản phẩm indie rồi, hoặc là hay làm những cái sản phẩm từ TVC rồi này nọ, thì chắc cũng sẽ có từng đã làm việc với anh Tiến. Và những cái sản phẩm của anh Tiến thì chắc chắn các bạn đâu đó có thể các bạn đã xem rồi, nhưng những người ở đằng sau hậu trường thì các bạn ít biết. Từ trước đến giờ mà tụi mình làm trong cái series Podcast Coffee này, chúng ta hay nói về những cái chủ đề về cái công việc sản xuất video. Là mình cũng đã chia sẻ với các bạn về thiết bị để quay phim, rồi thiết bị chống rung, rồi về những cái thiết bị trong cái quá trình hậu kỳ. Nhưng có một cái chủ đề đó chính là về lighting. Thì tụi mình thật sự cần một người có đủ cái kiến thức ngồi chung với tụi mình để chia sẻ về những cái kiến thức về lighting. Thì đây là tập đầu tiên mình mời anh Tiến đến với cái vai trò là một khách mời và cái công việc là một gaffer. Thì anh có nhiều cái kinh nghiệm trong cái việc lighting trong những cái dự án sản xuất video. Cho nên là đây là tập đầu tiên. Và chủ đề ngày hôm nay tụi mình sẽ làm về chủ đề gì hả Tuấn Anh? Thì chủ đề hôm nay mình sẽ đi narrow hơn một tí. Nghĩa là mình sẽ đi về cách như nào để chọn các cái đèn chụp khi bạn muốn sử dụng trên những set quay cá nhân và những set quay chuyên nghiệp hay lớn. Rồi. Và cụ thể hôm nay các bạn đoán xem đó là cái dòng đèn gì? Anh Đức nói sơ qua đâu nhỉ? Thì hôm nay là đến từ một hãng đèn cũng thuộc cái phân khúc cũng có thể gọi là cao cấp trong cái thương hiệu về đèn để cho những cái sản trong cái quá trình sản xuất video của chúng ta, đó chính là thương hiệu Aputure. Và trong cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ cho các bạn khái quát rộng hơn về cái thể loại đèn thấp, rồi sau đó chúng ta mới đi vào cái dòng đèn mà chúng ta đang muốn nói ngày hôm nay để các bạn có cái hình dung và có một cái nhìn rộng hơn về cái dòng đèn thấp này. Thì cái đèn cụ thể hôm nay mình sẽ đi vào và nói chính, đó chính là cái đèn mới đến từ Aputure, mới ra mắt trên thị trường, đó là Infinity Bar. Và bây giờ thì let's do it. Vậy thì trong cái video ngày hôm nay chúng ta có Tuấn Anh và anh Tiến. Thì hôm nay hai người sẽ chia sẻ ở cái khía cạnh của Tuấn Anh là một cái người dùng cá nhân với cái dòng đèn thấp, còn anh Tiến là người dùng để sản xuất những cái production video cho cái công việc sản xuất và sử dụng dòng đèn thấp. Thì đầu tiên chúng ta hãy chia sẻ với các bạn để các bạn có một cái nhìn qua về những cái dòng đèn thấp là nó sẽ phục vụ cho những cái light set như thế nào, và khi nào chúng ta sẽ phải cần sử dụng những cái đèn thấp mà không thể có một cái đèn nào khác thay thế được. Rồi bây giờ thì cho khách mời chúng ta hay là Tuấn Anh trước đây? Mình thì mình luôn ưu tiên khách mời trước. Rồi, vậy thì anh Tiến hãy chia sẻ với các bạn để các bạn có một cái nhìn tổng thể qua là về cái dòng đèn thấp và cái công dụng của nó khi chúng ta on set sẽ có những cái trường hợp mà bắt buộc chúng ta phải xài cái đèn thấp đó. Đó, thì với kinh nghiệm on set nhiều của anh Tiến thì anh Tiến chia sẻ với các bạn trước. Lúc trước anh chưa xài mấy cây thấp của hãng Aputure cũng như là Amaranth. Thì anh xài một cái loại đèn cũng tốt với một set, nó yêu cầu anh làm là khoảng 30 cây thúc. Thì bên hãng nó vẫn có những cái công cụ để link nó lại với nhau bằng một cái app điện thoại. Dạ, yeah, app điện thoại, nhưng mà nó phải qua một cái box control riêng của hãng, là phải có một cái phần cứng để mình đúng rồi, chứ không phải là đặc thù là
bạn chỉ cần reset tôi là bạn kết nối tôi và bạn làm được. Thì muốn xài cái đó thì phải qua một cái box. Ngày test á, cái ngày test thì không có việc gì xảy ra. Tới khi ngày onset thì những cây đèn chính thì anh vẫn xài là của Aperture. Nhưng mà những cây đèn như kiểu tube rồi những cây nhỏ hơn á thì anh lại xài của hãng khác. Hãng nào đó? Một hãng nào đó thì không tiện nói ra. Rồi. Nhưng mà vậy tại sao anh vậy theo anh thấy á là tại sao cái lý do gì mà chúng ta phải ưu tiên sử dụng những cái tube đó, nó sẽ phù hợp với những cái light set như thế nào? Có những light set là em làm cho ambient lên chẳng hạn, rồi tạo hiệu ứng xoay chuyển không gian đồ bằng đèn tube, rồi kiểu để chạy hiệu ứng mấy cái tube nó nhiều linh hoạt, rồi chớp tắt đồ. À, có nghĩa thế mạnh đó là làm hiệu ứng đó đúng không? Đúng. Rồi. Nó là nhắm vào hiệu ứng của hiệu ứng thị giác là nhiều. Rồi. À. Thì ngày đó thì anh đang set, ngày on set thì bỗng dưng nó không kết nối với lại những cây tube đó nữa. Rồi. Thì anh điện thoại cho Tuấn Vũ. Anh nói bây giờ anh làm cách nào anh cho em đủ số lượng mà của Amarang T4C. Nghĩa là hãng khác nó không hoạt động, thế nên thôi phải về cái hãng Aperture hoặc Amarang thì thường nó là một cái hãng uy tín hơn. Đúng rồi. Khá là uy tín. Tại vì trước đó là anh đã xài những cây đèn lớn của bên hãng. Ví dụ như là 600D rồi 1002D kiểu vậy. Thì nó anh gọi cho Tuấn Vũ, Tuấn Vũ kêu bây giờ đợi anh khoảng một tiếng, thì không biết bằng cách nào đó anh Tuấn Vũ một tiếng là đúng một tiếng, không phải là đợi để mà trao đổi với ai, một tiếng mà là một tiếng hẹn. Sau là anh có đủ số lượng để anh xài. Vậy là xung quanh chúng ta có một cái gọi đẩy ra không rồi. Bởi vì là có nghĩa là khi mà set tới mức độ đó rồi thì mọi người đặc biệt là DB và sản xuất họ rất là lo cho cái việc mà đợt đó là anh chạy live session. Một MV live session chạy chỉ có one check. Em có nghe vậy cái dự án đó. Đúng rồi. Cái dự án đó thì sẵn chia sẻ với các bạn luôn, thì cái dự án đó nó có một cái quan trọng ở đây nè, có nghĩa là họ sẽ không sử dụng đèn sân khấu. Yes. Có nghĩa là chúng ta sẽ dùng đèn và thay thế cái vị trí của cái đèn sân khấu đó để chúng ta chuẩn bị cho cái live set đó như một cái sân khấu. Yes. Nhưng mà sử dụng đèn LED. Vậy thì những cái lúc mà anh sử dụng các cái tube đó ấy, thường trên những set lớn vậy anh phải mang tối thiểu là bao nhiêu, hoặc là dao động trong bao nhiêu để anh làm nên những cái ví dụ cái project vừa rồi đi, cái sân khấu one shot đi, thì anh tổng cộng anh đem bao nhiêu cái đèn tube theo? Đợt đó là anh xài chỉ có 20 cây ạ. Có 20 cây à. Thì xong đợt đó là anh mới xài 20 cây thôi. Còn một dự án nữa là anh xài gần 60 cây của Amarang. Ok, T4C. Đúng rồi, thì cái dự án đó sau này thì khi mà anh tận dụng được hết cái chức năng, tính năng của nó cho mình kết nối qua app hay là cái gì đó, anh link lại được với nhau, anh chạy rất là mượt. Thì bên cạnh đó vẫn có những cái khó khăn như là nó nhiều sóng quá thì chắc chắn nó sẽ bị kiểu như là nhiều cũng ảnh hưởng. Đúng rồi, nhiều tín hiệu. Nhưng mà mình sẽ có những cách khắc phục khác. Tại thời điểm đó ở trên set vẫn đảm bảo là nó sẽ không như cái lần mà anh alo cho Big Daddy. Không, mà cái lần đó không nên mà không phải Big Daddy đó, Big Daddy khác cũng hơi thì cũng hơi hoàng trăm hơi chua. Thì chua. Xong rồi cái khi mà anh đem nó lên đó thì tụi anh thực hiện tất cả các thao tác từ đó khoảng tầm 15 phút để làm cho cái set đó. Rồi một cái set như vậy anh liên lại hết với nhau rồi anh cái khó của anh đó là ngày hôm đó là anh phải điều khiển vừa bàn DM mix khiển mixer đó ha. Đúng rồi, vừa là bàn mixer rồi iPad rồi tiếp theo thêm một cái nữa là một cái iPad khác để sử dụng cho cái loại đèn cũ,
mà khoan, là cực kỳ bất tiện luôn á. Khoan, có cái anh cần hỏi đây là có phải đó là lần đầu anh được tiếp cận với cái dòng đèn TUP đến từ cái hãng Abuja không? À, không, lúc đó là hãng vẫn chỉ là mới bán ở thị trường thôi. Nhưng mà ý là lần đầu anh tiếp xúc hay là anh đã có cái thời gian lần đầu tiếp xúc? Lần đầu. Ồ, vậy thì đây có thể là một cái thế mạnh mà một hồi mình sẽ nhắc ở phía sau đó ha. Dạ, nghĩa là dễ làm quen. Dễ dàng. Đúng rồi, anh nói có 15 phút mà lên set mà cái tâm lý lúc đó mà là phải học liền và sử dụng liền. Ồ, cái đó cũng là một cái thế mạnh đó. Em thì khá thích những cái sản phẩm TUP đến từ nhà Aperture Amaran. Tại vì đơn giản như anh Tên nói á, thậm chí 5 phút thôi anh cũng có thể sử dụng những cái căn bản nhất rồi. Đúng rồi. Cái app nó rất là dễ xài. Và khoan, và sẵn đây có một cái nè. Nãy giờ chúng ta hay nghe về Aperture, về Amaran, đa phần chúng ta chưa có cái nhìn và cái hiểu thật sự đúng về hai cái dòng sản phẩm này. Thì sẵn đây Tướng Anh chia sẻ với các bạn về Aperture và Amaran, hai cái dòng đèn đó nó khác nhau như thế nào và nó hướng đến cái phân khúc đối tượng khác nhau như thế nào. Thì thật ra thì Aperture với cả Amaran ấy thì đều chung một nhà hết. Nhưng mà cái dòng Amaran ấy sẽ cho phân khúc thấp hơn và cho những người solo và creator là nhiều. Theo mình thấy là vậy. Còn đối với cái dòng Aperture ấy thì mình đại đa số thấy đó là những cái đèn lớn, những cái đèn mắc tiền, những cái đèn chuyên nghiệp để sử dụng trên set lớn. Vậy thì đúng nghĩa là Aperture là set lớn chuyên nghiệp, Amaran là phân khúc thấp hơn dành cho creator solo. Rồi, và là đây là hai cái dòng phân khúc riêng biệt nha các bạn. Cùng chung là một cái nhà, các bạn cứ hình dung giống như Toyota với lại Lexus vậy đó. Đúng rồi. Là cũng là một hãng mẹ, nhưng mà hãng mẹ có những cái phân khúc đối tượng khách hàng để hướng đến, và từ những cái đó họ sẽ cắt giảm cái chi phí sản xuất để cho ra những cái sản phẩm phù hợp với cái đối tượng người dùng cá nhân hơn là những cái người bỏ ra rất nhiều tiền cho cái nhu cầu production. Đúng rồi. Rồi, ok. Vậy thì tiếp theo thì với cái khi mà cái quá trình mà sử dụng như vậy á, thì anh Tiến có thấy là bắt buộc với những cái live set như thế nào chúng ta phải chỉ sử dụng cái TUP thôi? Và sẵn đây nói các bạn thì TUP thì các trong những cái từ dân giả hay gọi là led kiếm đó các bạn. Kiếm có nghĩa là tại sao tại sao là mình không lấy cái đèn khác mình đắp vô mình sử dụng ngay lúc đó, thì đúng nó rồi. Cũng chỉ là ánh sáng thôi mà, nhưng mà tại sao chúng ta phải sử dụng đúng cái loại đèn TUP đó? Đúng rồi. Và cái hiệu quả nó cho lại có thể cái đèn nào khác có thể thay thế hay không? Ví dụ đơn giản thôi, nãy anh Tiến có chia sẻ đèn TUP để làm hiệu ứng, để làm nói chung là tóm lại về hiệu ứng thị giác. Vậy thì vậy đèn TUP mình có thể làm key light được không anh Tiến? Hoặc là mấy cái đèn khác mình có thể giả cái hiệu ứng đó được. Mình thấy bây giờ đèn mà nó có qua điều khiển qua app, đèn nào cũng có hiệu ứng hết trơn á. Đúng rồi, ví dụ như là bây giờ cái TUP đi, không nói số lượng bao nhiêu đi, mình bây giờ thay vì TUP mình sử dụng làm cái hiệu ứng thị giác thì mình dùng làm key light hay dùng làm những cái khác luôn được không anh Tiến? Thì thực ra là nó phải tùy từng set. Xích vô. Nó sẽ tùy từng cái light set mà mình mong muốn. Ví dụ như tại thời điểm đó những set đen cover á, thì họ sẽ cú máy, họ sẽ đi liên tục. Bây giờ tất cả các đèn anh đưa lên rồi, nhưng mà khi mà máy gimbal dolly cận đi vào cận thì nó lại là câu chuyện là hiệu ứng của tiêu cự lens, thì đâm ra là khi mà vào cận nó sẽ tối hơn. Thì cây TUP á, mình cầm mình chạy theo cam thì nó cũng là một gọi là một hướng sáng để cho bù lại cái phần tối khi mà bị cái hiệu ứng lens đó. Thì thường thường từ toàn vào cận luôn luôn là anh thấy mọi người hay từ toàn vào cận cho anh xin cái poly hoặc xin cái đèn như vậy. Đúng rồi. Thì với như là một cái set mà chạy như mà đen cover thì anh không thể nào anh cầm một cái đèn cắm điện. Chờ anh xíu để anh cắm điện, anh đi dây điện, anh chạy luôn chạy tới được hết. Thế thì chết rồi. Và thậm chí là họ không quay kiểu như là sàn không, họ quay với nước. Thì làm sao mà mình có thể là đi dây điện và thực hiện nhanh theo cái công đoạn đó được. Thì khi đó thì mình chỉ có là lấy cây TUP. Đúng rồi, xong mình cầm lên. Mình cầm lên, đi theo thôi. Mình đi theo. Thì cái đó, tại thời điểm đó thì anh có thể thương lượng về cái phần technical với lại DB. Anh có thể là anh xin cái này lên chút, giảm cái kia chút. Nếu như mà DB cảm thấy ok thì mình chơi thôi. Thì thực ra là cơ bản là nếu như mà quay những set đó thì bắt buộc tụi em phải quay bằng native rồi. Thì ok thôi. Thì anh xin DB cho anh nên cái native mà bật mấy chẳng hạn. Tại thời điểm đó thì anh không có nói rõ hơn là bật 1 hay bật 2.
Thì anh sẽ xin là ok, bây giờ tại thời điểm này thì mình còn cái thước, thì mà anh sẽ đi full và em vào cần em check kiểu vậy. Thì cái thước thì nó vẫn là đặc thù của một sản phẩm hướng sáng để bù lại những cái Và quan trọng đây là một cái dòng đèn có pin. Đúng. Có nghĩa là chúng ta có thể rồi rút ra một cái rồi chạy theo nó. Đúng. Và sử dụng hiệu quả với nó với cái mục đích đó là xong. Đúng rồi. Chứ không phải là phải vét nguyên cái đèn rồi phải chạy theo cái máy phát điện nữa. Thế thì chết đó. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái đặc tính mà cái dòng đèn TUP này nó hiệu quả là thứ nhất là nó có thể sử dụng cho những cái trường hợp đơn giản, sử dụng nhanh để đạt được cái hiệu quả ngay lúc đó với những cái mà anh Tiến vừa mới chia sẻ, và quan trọng là nó sử dụng pin. Đúng rồi. Thì với cái cường độ cái ánh sáng nhỏ như vậy thì cái lượng pin nhỏ nhỏ là nó có thể duy trì để kích hoạt cái đèn đó được rồi. Rồi, vậy thì cái tóm lại chúng ta nói là khi sử dụng những cái set quay mà cần cái độ linh động, đúng không? Và cần sự kết hợp của những cái hiệu ứng visual. Hiệu ứng visual. Và thêm nữa là có thể nhét nó vào những cái góc kẹt. Giống như có những cái job em làm vinh tiếng là cần nhả những cái ambient của mấy cái góc, những cái kẹt đó, mà nó chỉ có một cái khe nhỏ xíu để các bạn nhét vô thôi. Đúng rồi. Thì bạn không có cách nào bạn nhét cái đèn nào vô trong đó chứ á. Chỉ có khi đó có một cây led kiếm chọt vô xong. Đúng rồi. Ví dụ như là gần hơn nhất có thể là gầm ghế chẳng hạn. Đó, kiểu vậy. Hoặc là gầm bàn chẳng hạn. Các bạn có thể feel cái không gian của các bạn ở mọi ngóc ngách luôn, miễn sao mà nó có được một cái khoảng không nhỏ nhỏ đủ để nhét cái kiếm vô. Còn nếu mà chúng ta cây đèn đi thì nếu mà những cái góc đó thì chắc chắn các bạn sẽ bị bóng. Đúng rồi. Đó, không thể nào mà các bạn nhét chọt vô trong đó, bạn phải feel xuống thì các bạn sẽ bị bóng lõm ở cái chỗ đó. Đúng rồi. Ok. Vậy thì đó là cái khía cạnh về cái người on set thì người ta cần cái đèn TUP để làm những cái việc đó. Rồi. Vậy thì khi những người dùng cá nhân thì họ cũng sử dụng đèn TUP vậy. Đúng thì rồi. Tướng Anh trong vai trò người dùng cá nhân đi thì lý do gì Tướng Anh mua đèn TUP và sử dụng nó như thế nào? Thật ra thì đại đa số mình sử dụng đèn TUP cũng giống như anh Tiến, là phần gọi là để những cái góc nó hẹp và mình muốn fill cái góc đó để cho nó sáng lên. Và đại đa số mình sẽ sử dụng đèn TUP tại thời điểm này để là dùng làm backlight là chính. Thì thật ra hồi trước mình có sử dụng cái kiểu dạng LED panel của cái hãng nào đó, thì cái chất build quality cũng như là hãng đó nó không đủ tốt để mình, ví dụ mình dim xuống ở một mức nhất định, hay là cái chất lượng đèn hay là cái góc độ nó fill ra nó không có được mịn cho lắm. Thế nên là lúc đó mình đánh đèn lên mình cứ cảm thấy nó gắt với cả nó cháy với lại cái thường với cái thể loại đèn panel á, cái diện tích của nó rộng lắm. Đúng cho nên rồi. Mình không có điều tiết được cái luồng sáng đó, cộng thêm là cho dù bạn có gắn pin NP vô nữa đi thì thật ra nó cũng không có đủ trâu mấy. Mà NP mà muốn tốt thì các bạn phải mua 2 triệu mấy một cục. Vậy thôi, các bạn mua đèn LED panel nhỏ như vậy, rẻ như vậy, xong mua cục pin mắc để làm gì? Thì lúc đó mình bán hết để mình chọn sang mấy cái đèn LED để tiện cho những cái trường hợp gọi là cầm đi hay là đặt một vài góc chỉ để mình quay một số cái clip nhỏ nhỏ fashion hoặc là YouTube hoặc là mấy cái clip podcast thôi. Tại vì mấy cái pin của mấy đèn đó thực sự là nó dư sức, có nghĩa là trên 80 phút lần thì các bạn có thể quay ở maximum output, và thường tới 80 phút là mình nghĩ là cũng quay đại đa số xong cho những cái project cá nhân rồi. Thì đó là cái khía cạnh của mình khi sử dụng mấy cái đèn TUP như vậy. Vậy thì thường là những người mà người ta sử dụng đèn TUP với cái nhu cầu cá nhân đó thì đa phần là người ta sẽ sử dụng để đánh ambient. Đúng là rồi. Thứ nhất, và thứ hai là đánh mấy cái ven. Đúng mình rồi. Thường hay thấy người ta đánh thì cái ven ven tóc ở trên ven này, tóc này nọ đó. Bởi vì cái luồng sáng của nó là cái luồng sáng cố định, đúng không anh Tiến? Trong rồi. Lighting thì cái luồng sáng đó là thể loại cố định. Thì nó cố định và nó điều hướng đúng cái điều hướng đó. Đó, thì nó sẽ giúp cho các bạn làm những cái like đó hiệu quả. Và ví dụ như những trường hợp mà chúng ta quay sản phẩm, có những sản phẩm chúng ta cần tạo những cái like thẳng như vậy á, thì với cái hình dạng của cái nếu mà bạn xài một cái đèn bình thường đi, bạn sẽ xài với cái support. Nó sẽ có nhiều loại support. Thì đúng nếu rồi. Mà bạn đang có một cái support gọi là bát giác chẳng hạn, sẽ, đúng rồi. Nó gọi là cái gì đó, có cái mấy cái tổ like đồng đó, Light đồng đó. Thì như vậy các bạn sẽ không tạo được cái light. Các bạn phải xài cái support nó hình chữ nhật á. Đúng các rồi. Bạn mới tạo được. Còn với cây TUP á thì các bạn có, và các bạn có thể đẩy hẹp nó để cận, để kế bên luôn, các bạn vẫn tạo được những cái light đó của sản phẩm. Đúng rồi. Và cái quan trọng nhất là đa phần TUP nào nó cũng có LED hết. TUP nào đại đa số bây giờ đều là LED hết. Đa phần TUP nào bây giờ nó cũng là RGB hết. Các bạn có thể thay đổi rất nhiều màu sắc. TUP nó có nhiều cái giá tiền khác nhau.
đúng không? Vậy tại sao nó những cái thông số gì nó quyết định cái cây túp đó, cái dòng túp đó nó ở phân khúc cao hơn và nó có chất lượng hơn? Nếu mà chỉ ở phân khúc người dùng bình thường phổ thông ấy thì mình sẽ chỉ cần quan tâm tới cái thông số như là CRI hay là các hiệu ứng và các nhiệt độ ca. Nhưng mà lên tới những dòng cao cấp như là Infinity Bar này á thì bắt đầu mình sẽ quan tâm tới việc là cái độ lux của ánh sáng nó sẽ lên một vật thể trong khoảng 0.5m và 1m là bao nhiêu, và cái chỉ số SSI của daylight và tungsten nó chính xác đến mức nào. Thì đối với những cái đèn Infinity Bar nói riêng và những cái đèn túp nói chung của nhà Amaran và Aperture thì mình thấy là cái chỉ số SSI rất là chính xác, kể cả ở daylight hoặc là ở tungsten. À, vậy thì hơn nhau ở chỉ số SSI. À còn chỉ số đó là tiếng Việt kêu là cái gì? À, giống như CRI là tái tạo màu đó. Anh xin một cái nhấn mạnh là ngôn ngữ á, thì chừng nào bao giờ Việt Nam các bạn sản xuất ra một cái loại đèn tương đương với các chỉ số với là như nước ngoài. Đúng rồi. Thì mình sẽ có một cái nói riêng. Đúng rồi. Và một cái kiểu như là câu nói riêng theo kiểu là chúng tôi có cái này nè thì chúng tôi gọi nó là như thế này, giống như đèn Lạc Long Quân, đèn Công Cơ kiểu rồi kiểu vậy đó. Thì khi mà các bạn xài một cái đồ vật dụng đến từ các hãng của nước ngoài và không chỉ riêng Việt Nam mình mà tất cả mọi người trên thế giới đều xài cho một cái thông số kỹ thuật như vậy thì đúng không rồi. Mình không thể nào dịch ra được tiếng Việt thì là cái đó là cái gì? Đúng rồi. Nó là giống như là bây giờ giảm saturation thì giảm cái gì hả Đức? Độ bão hòa. À độ bão hòa thì mình không thể nào mình nói là em ơi giảm cho anh độ bão hòa, thì chừng nào chúng ta ở đất nước này mình có một cái gì riêng của mình và chúng ta đặt tên nó là như vậy. Đúng rồi. Thì mình hả kiểu là anh ơi đừng nói tiếng Anh nữa, anh nói tiếng Việt đi. Thì ví dụ như những câu đó khi like là tôi phải nói là cho mình cái chìa khóa ánh sáng hả? Không, cái luồng sáng chính. Thật ra là luồng sáng chính. Anh là một người hoàn toàn là không biết gì về ánh sáng đi. Yeah. À anh là một người kiểu mới bập bẹ bước chân vào đi sản xuất thôi. Kiểu vậy. Nghe cho anh cái key light, không lẽ là bây giờ là key light là cái chìa khóa ánh sáng? Thì cái nó đâu phải là một cái gọi là gì, một cái trick gì đặc biệt ở key light đâu. Đúng rồi. Thí dụ như là những cái cách nói chuyện đó nó lại là mang lại một ý nghĩa mình hiểu sai về cái mà định đúng rồi. Đó, thật sự trong những cái từ về kỹ thuật đó, đúng rồi, nó khó có thể có những cái từ nó bản chất nó là như vậy thì chúng ta nên biết với đúng cái rồi. Từ kỹ thuật gốc của nó trong cái ngôn ngữ tiếng Anh, chúng ta không thể nào mà tự ý dịch ra một cái chỉ số thông số nào đó, đúng tại rồi. Vì chưa chắc nó đã chuẩn. Cái dịch của chúng ta chưa chắc nó sát nghĩa với cái từ đó chúng ta hiểu trong tiếng Anh. Không phải, mình không thể nào cái gì cũng Việt hóa được. Đúng rồi. Đó là cái mà em nói đó, có nghĩa là chúng ta sẽ không khó hiểu nó khi đã được Việt hóa hơn là cái từ. Ví dụ như có một cái từ này trong tin học nè, folder, tự nhiên cái đi dịch file dịch ra thành tệp. Thật sự cái chuyện mà mình suy nghĩ mình hiểu cái chữ tệp đó, nó khó hơn là mình suy nghĩ về cái chữ file rất là đúng nhiều rồi. Thế nên các bạn ấy thông cảm cho tụi mình, tại vì thật sự là tụi mình không phải là muốn nói tiếng Anh nhiều, nhưng mà thực sự là nhiều thông số nó chỉ toàn tiếng Anh thôi, và thực sự không thể nào mà dịch ra tiếng Việt một cách chuẩn xác. Vì thứ nhất mình dịch ra thì bên ví dụ bên Aperture đây, nó đâu có certificate là xác nhận là ok từ ngữ đó là đúng để mô tả đèn của họ đâu. Thế nên mình bắt buộc phải nói tiếng Anh ra cho các bạn. Thì cái này mình mong là khán giả của mình, anh Đức và anh Tiến sẽ thông cảm cho tụi mình cái điều này. À, và sẵn đây tiếng Anh cho anh hỏi lại cái chỉ số nãy em nói. Ý là đi xa, anh muốn biết mình đi xa. À, đúng rồi. Nhưng mà ý là mình muốn biết cái chỉ số đó nó nói cái gì. Nó okay. Nói cái gì trong một cái thông số của một cái cái chỉ số SSI thì tạm thời em không nhớ cái viết tiếng viết dài ra. SSI bằng tiếng Anh là gì. Nhưng mà em chỉ nhớ là SSI nó sẽ chia ra làm hai loại, SSI Daylight và SSI Tungsten. SSI Daylight nghĩa là cái độ chính xác render màu ra của ánh sáng lên một vật thể khi ở nhiệt độ daylight nghĩa là khoảng 5600K. Còn SSI của Tungsten là tầm khoảng là nhiệt độ, có nghĩa độ chính xác của màu sắc ở nhiệt độ khoảng 2700K hoặc 3200K render lên một cái vật thể, độ chính xác nó là bao nhiêu. Nghĩa là khi bạn vặn cái đèn của bạn về hướng màu lạnh hơn và về hướng màu nóng hơn
nó sẽ cho ra được cái màu sắc chính xác như thế nào khi ở nhiệt độ màu đó lên một vật thể. Thì cái này là việt hóa ra dễ hiểu nhất để các bạn, để cho các bạn hình dung thôi. Còn cái đúng từ rồi, nó chính xác mà để việt hóa là không thì, biết thì mình sẽ để chịu đây, thì mình sẽ không, để thật sự là nếu mày có hỏi thì cũng chịu thôi. Tại vì từ xưa giờ, ví dụ nha, ví dụ mình nói với các bạn có những cái như vậy nè, ví dụ như một cái người mà người ta ở cái giai đoạn bắt đầu cỡ 7 tuổi đi đó, người ta ở một cái làng quê đồ này nọ đó, người ta chưa có rành hết tất cả từ vựng trong tiếng Việt, xong người ta đi qua nước ngoài, người ta ở người ta nghe cái chữ con tôm hùm đi, ví dụ người ta nói lobster, rồi ví dụ như con cọp là tiger đồ này nọ đây ha. Người ta đâu có biết chữ con cọp là gì, người ta đâu biết chữ tôm hùm là gì đâu. Thì người ta biết cái chữ đó, trong cái chữ đó thì các bạn khi mà làm những cái gì liên quan tới kỹ thuật mà nó từ quốc tế, international language này nọ đó, thì các bạn nên chỉ hiểu cái tiếng đó trong cái ngôn ngữ của cái tiếng đó thôi, để các bạn đảm bảo được cái hiểu của các bạn nó không bị phải suy luận quá. Chúng ta chỉ cần hiểu, ví dụ như saturation, thì chúng ta biết saturation là độ bão hòa, thì chúng ta sẽ tác động vô cái gì trong cái mà chúng ta nhìn thấy, vậy là được rồi. Đó là cách chúng ta phát triển hơn cho cái công việc. Không phải cái gì cũng việc quá. Có những bạn mà tham gia cái lớp color reading của anh á, mà đi chuyển cái phần mềm qua bên Việt hóa, chuyển qua tiếng Việt, mỗi lần có một cái vấn đề gì đó, nếu mà bạn đó để tiếng Anh đi, thì bạn đó chỉ cần lên trên internet, bạn gõ cái fix cái lỗi đó trong tiếng Anh là nó dễ cho bạn fix hơn. Đúng là rồi, bạn phải chuyển tiếng Việt. Có ai làm clip tiếng Việt về fix cái lỗi đó mà để vào phần mềm bằng tiếng Việt cho bạn đó kiếm đâu. Tại vì mọi người đại đa số sẽ gọi tiếng, nói một mô tả một cái thông số nào đó của kiểu của nước ngoài đặt cho một sản phẩm của họ đi, thì kể cả người Việt, nhiều người mình làm việc cùng, đại đa số họ cũng sẽ gọi bằng tiếng Anh luôn. Thì đơn giản thôi, gọi một cách như vậy để mọi người quen tai và mọi người hiểu đó là cái gì. Tóm lại, những cái chỉ số các bạn quan tâm đến khi mua cái đèn thấp này, đó là những cái chỉ số mà như tiếng Anh nói, chỉ số CRI, chỉ số SSI, SSI, đó. SSI tungsten. Đó. Và ngoài ra thì còn nữa, mình có để ý là những cái đèn Infinity Bar này là của Aperture, nó tách biệt ra khỏi cái phân khúc Amaran ấy, thì nó sẽ còn ghi thêm một vài chỉ số như là cái lifetime của cái đèn, nghĩa là các bạn sử dụng được cái đèn bao nhiêu giờ luôn. Thì mình thấy là những con Infinity Bar này thì nó lại ghi là trên 50.000 giờ. Có nghĩa là cái tuổi thọ để cái bóng đèn nó chết đó, đúng không? Đúng rồi. Mà mấy cái dòng Amaran thấp hơn người ta không ghi. Thì đó giờ Việt Nam mình có câu là cái gì? Xấu thì che, cái gì hay thì show ra mà, đúng không? Đúng rồi. Thì để các bạn sử dụng hết 50.000 giờ thì nó sẽ tương đương là khoảng 2.000 bao nhiêu ngày á. Nghĩa là tương đương khoảng 5,7 năm. Nói chung là què vốn rồi đó. Có nghĩa là sức què vốn rồi đó. Các bạn bật liên tục 5,7 năm các bạn mới hư cái bóng đèn này. Thực ra tại sao có cái số giờ như vậy? Thì trên tất cả các loại đèn, kể cả bóng đèn HMI và đèn LED, thì nó vẫn có cái tuổi thọ chiếu sáng của nó. Đúng rồi. Ví dụ như mà những đèn mà họ đảm bảo cái số giờ, thì mình xài quá cái số giờ đó thì nó mới là bị tối lại. Đúng rồi. Có nghĩa là những cái pixel trên cái đèn đó, nó sẽ là những con chip LED. Đúng rồi. Thì nó sẽ bị tối cái LED lại. Thì khi mà tối LED lại á, mà có một sự đảm bảo kiểu như bạn mua của mình đi, mình đảm bảo cho bạn như thế này nè. Đúng rồi. Thì chắc chắn là cái tuổi thọ đó là mình tự tin. Đúng hơn rồi. Hẳn so với những cái là không biết ngày mai nó sáng hay là nó tối. Rất nhiều đèn ra cũng có cái người để quy trách nhiệm, đúng không? Đúng rồi. mình rồi. Không bị rủi ro. Vậy thì đó là một cái chỉ số mà các bạn cần phải quan tâm. Đúng rồi. Còn nữa. Và còn nữa hả? Còn nữa, ôi, còn nữa. Okay. Ngoài ra nó còn, các bạn có để ý không? Gần như là không có đèn nào cho tới bây giờ mình dùng, mà những hãng mình biết nhé, mà nó dám ghi cái chỉ số gọi là sự thay đổi màu sắc theo bao nhiêu giờ. Nghĩa là cái đèn Infinity Bar này nó dám đảm bảo là cứ mỗi 6.000 giờ thì màu sắc mới bị thay đổi khoảng 2%. Cái đó nếu mà giống như trên màn hình ta gọi là color shift đó. Đúng rồi, có nghĩa nó sẽ dịch chuyển màu sắc. Thì thực sự là nếu các bạn đã mua mấy cái đèn này rồi á, thì màu sắc của nó đã rất là chính xác rồi. Còn mấy cái đèn kiểu như là cấp thấp hơn ở ngoài á, các bạn mua mà các bạn có không phân biệt được, thì mình nói thật, các bạn khó mà phân biệt được cái sự thay đổi của màu sắc của mấy cái đèn xịn như vậy lắm. Và còn cái mà các bạn sẽ thấy nhất ở những cái đèn có chất lượng, những cái chỉ số đó tốt và cái chất lượng tốt á, nó nằm ở chỗ khi cái quá trình hậu kỳ của các bạn về color grading đó, thì các bạn sẽ thấy cái sự bending với những cái đèn giống là cái sự tối thiểu nó sẽ xuất hiện luôn rồi đó. Đúng rồi. Đó, cỡ nào nó cũng sẽ xuất hiện. Và nếu mà các bạn để ý với những cái sản phẩm
đầu tư cao đó, người ta sử dụng đèn mắt tiền á, thì các bạn thấy ở chỗ giao nhau giữa những khoảng đèn, ví dụ như những cái layout mà người ta cần 2-3 luồng ánh sáng màu sắc, gọi là theo cái panel, theo cái palette của người ta đó, người ta kết hợp lại giống như là vàng vàng cam, ổ vàng hồng, hay là vàng xanh dương, vàng hoặc là hồng rồi cyan đó. Đúng, ví dụ như những cái khoảng, những cái layout đó người ta match lại với nhau thì người ta sẽ có cái độ giao nhau giữa hai cái màu. Thì với những cái đèn dởm thì các bạn sẽ khó thấy được cái sự giao nhau đó, mà nó sẽ là sự kết hợp lại của hai cái màu nó pha lên luôn. Đúng rồi. Chứ nó không rõ ràng ra ở cái chỗ này. Đúng rồi. Đúng không anh Tiến? Đúng, chính xác. À, anh Tiến sẵn đây, anh Tiến chia sẻ cái đó luôn đi. À, mình nói tới đâu ta? Nói tới bây giờ mà mấy cái đèn dởm á, Tiến Anh đang nói tới vụ đè vụ ấy. Thì ý là với những cái set quay á mà chúng ta sử dụng, tại vì trước đó anh cũng sử dụng nhiều đèn thấp đúng không? Đúng rồi. Vậy thì khi mà những cái đèn không có được cao cấp, những cái chỉ số đó nó không có được tốt á, thì có phải là chúng ta hay gặp những cái trường hợp là nó giao nhau, nó ăn nhau ở những cái màu đó không? À, thì một người như Đức nè, hay làm edit nè, thì cho anh hỏi những cây đèn em mua ở Shopee về thì không có mua, không có cái đèn nào Shopee luôn. Thì ý là bên hãng người ta đưa mình test chưa luôn? Chưa luôn. Em thì hãng đưa test rồi. Thì mấy cái đó thì các nó không đủ các chỉ số đó thì đơn giản cái màu dễ thấy nhất là màu đỏ. Khi mà mình chuyển sang màu đỏ thì nếu như mà các chỉ số đó giống như là Tuấn Anh nói á, nó chuẩn theo một cái thông số nhất định đó, thì màu đỏ nó sẽ ra màu đỏ. Bởi vì sensor nó hiểu. Đúng rồi. À, sensor nó sẽ hiểu là tôi đang nhận cái gì. Và có những câu hỏi tại sao cái này nó màu đỏ hay là màu hồng vậy? Đó, nó sẽ rồi khi mà chúng ta đã chọn không đúng chỉ số đó, hai cái màu nó nhập lại với nhau luôn. Rồi. Đó. Nó pha lại luôn. Là không biết được là màu hồng hay là màu đỏ. Thế. Nó bây giờ với những cái sản phẩm mà hip hop đó, đa phần người đúng ta rồi sẽ chọn cái kiểu đánh đèn RGB đó. Đúng rồi. Và khi với những cái đèn dởm mình thấy á, cái layout của người ta chọn á, nó không có ra cái layout đó luôn. Đúng rồi. Nó nhập lại, mình lấy ví dụ nha. Bạn xài layout màu hồng với màu xanh cyan, bạn kết hợp lại đó, thì cái khoảng giao giữa của bạn nó phải có cái khoảng giao của hai cái màu đó, bạn phải thấy rõ ra luôn. Đúng rồi. Còn nếu mà với những cái đèn mà cái chỉ số đó nó không đúng á, nó không tái tạo lại đúng á, nó nhập vào lại luôn, là cái màu cuối cùng bạn nhìn thấy là màu pha của màu cyan với màu hồng. Đúng rồi. Cái này thì càng ngày càng rõ ràng hơn khi trên set bạn dùng đèn keylight của bên hãng khác, sau đèn tube của hãng khác, sau đèn một đèn RGB loại khác của hãng khác, thì thề luôn, các bạn có cố gắng chỉnh đúng trên cái app cỡ nào ấy, mỗi hãng ra màu khác nhau. Đó, nó không có cái độ chuyển giao ở cái khoảng giữa đó. Và thêm với những cái trường hợp của anh Tiến xài trên set, như nãy anh nói đó, 60 cây. Đúng 60 rồi. Cây tấp. Vậy mà màu nó không chính xác nữa, nó ăn vô nhau là khổ dò luôn. Lúc đó là 60 cây gì rồi anh Tiến? Chữ rainbow chẳng hạn. Là nó nhập màu kiểu giống như vậy đó. Nó giống như bảy sắc cầu vồng luôn. Đúng rồi, kiểu vậy. Nó sẽ không ra đúng cái layout rõ ràng ra. Ừ. Đó, cái máy bạn quay tốt là một chuyện nha. Cái máy có bit depth color nhiều, nhưng đúng mà rồi, cái đèn của bạn dởm á thì các bạn cũng không có thể thoát khỏi những cái vấn đề đó nữa. Đúng rồi. Nãy giờ chúng ta đã nói qua những cái chỉ số, những cái ưu điểm của dòng đèn tube nào trội hơn những cái dòng đèn nào rồi, để cho các bạn có một cái nhìn. Vậy thì theo anh Tiến, đó có phải là một trong những lý do mà lúc trước anh đổi từ một cái hệ sinh thái đèn từ một cái hãng khác sang qua Abuture? Đó là một lý do. Trong cái lúc mà cái lý do đó, anh có thể kể những cái câu chuyện, những cái trường hợp nào mà làm anh có nghĩa là anh đổi qua như vậy từ cái app cho tới cái sản phẩm đèn của họ đó. Từ sản phẩm đèn thứ nhất, ngày trước á, mình chỉ cần là on lên là mình sử dụng. Anh muốn màu gì thì tôi chỉnh cho anh màu đó. Là nhưng người chỉnh hả? Đúng rồi, chỉnh tay. À, là mỗi người đứng cái. À không, thì nó vẫn là chạy bằng cơm. Chạy bằng cơm. Đó, ví dụ như em nói, em hỏi vậy là tại sao, là tại vì giống như cái set hồi nãy của anh đi, anh nói có những cái set anh lên tới 60 cây đèn. Đúng. Rồi một người có khả năng giống như chạy chớp đó chỉnh một vài cây đèn đi, thì mình cũng phải cần một cái lực lượng nhân sự để trực đèn. Chính xác. Chẳng lẽ 30 người đi chỉnh hết 60 cái đèn Thì cái đó bị đội chi phí á. Đức thì Đức không muốn mấy cái trường hợp đó xảy ra. Với nhiều cương vị như Đức, và Đức sẽ không muốn trường hợp đó xảy ra, thì mình sẽ tối ưu nhất có thể. Như là một vài trường hợp anh đi làm với Đức á, thì Đức có nói anh xếp hình.
shipping. À là lighting rồi, có phải set làm set design nữa. Khổ lắm. Khi đó thì với cái điều kiện tại thời điểm đó thì nếu như mà ship hình á thì chúng tôi chỉ biết là Kubo tay arm để mà liên kết nó lại thành những hình như là vuông tròn tam giác vuông. Rồi, ok. kêu vậy. Nhưng mà như vậy thì lúc đó nó có những cái nhược điểm gì khi anh tự chế ra những cái tay đó? Nhược điểm á là OT đó. OT đó. Tốn chừng 3 tiếng hả? Đúng rồi. Về mặt thẩm mỹ thì sao anh? Thì nó sẽ không đẹp đó. Nói thẳng là xấu đi. Không những mà nó không có tối ưu nhất cái thời gian. Thứ hai nữa là mọi người phải dán luôn cả cái tay arm lại, bởi vì cái tay arm là nó màu trắng, nó bạc, màu bạc thì cái tay arm nó sẽ reflect lại. Khi mà bây giờ cho dù mình quay gì đi nữa thì nó vẫn reflect cái ánh sáng đó của cái tay arm, thì nó bị lộ ra, nó rất là khó chịu. Thì khi mà anh luân phiên chuyển qua từ cái đèn đó cho qua tới dòng Amaranth, thì anh được một tối ưu nữa là anh link được tất cả các loại đèn và dim bằng iPad chẳng hạn. Thậm chí thời kỳ đầu anh đi bằng điện thoại thôi. Có nghĩa là cái này cũng là một cái thế mạnh của cái dòng đèn đến từ Aputure đó. Nghĩa là cái app nó khá là xịn đúng không? Sidus Link thì cái hay của nó, mình xài một vài cái đèn không vấn đề, nhưng một cái lượng đèn lớn, vì ít khi nào mà một cái trường hợp mà người dùng cá nhân có thể sử dụng một cái lượng đèn lớn lắm. Chính xác. Đúng rồi. Đó, trừ khi nào lên set thì cái đòi mà khi on set á nó lại vô tận. Đúng, dạ, đúng rồi. Cái đòi luôn. Anh muốn em muốn 60 cây. Anh muốn em nghĩ. Em thấy chỗ em này nó phải làm vậy. Đúng. Đó. Thì lúc đó cái lượng đèn của chúng ta nó có thể lên tới, như anh là cái lớn nhất là cũng xài tới 60 cây rồi, là một cái không gian rất là lớn. Và như vậy các bạn mới thấy được cái sức mạnh của một cái hãng. Nó làm đèn, nó làm phần cứng hay, nó phải có cái app hay để nó liên kết. Đúng rồi, bản thân app phải stable, phải tốt và phải đủ uy tín thì mình mới xài được như vậy. Anh có đánh giá cao cái app đó tới ngày hôm nay không? Chắc cũng nát cái app đó luôn rồi quá à. Cái vấn đề là khi mà mình nói tới app á, là mình nói tới câu chuyện là mọi người sẽ tải app. Nhưng mà các bạn không nạp cạc thì game đó. Em cũng xài, em cũng xài Sidus Link, em cũng có Amaranth 200C này. Nhưng mà sao em không xài được? Em đâu. Đúng rồi. Đó là em chỉ xài đâu đó phải vài cây. À có nghĩa nó cho gọi là giới hạn. Không. Giới hạn bản miễn phí. Nó cái bản miễn phí của nó chỉ có dim và chỉnh màu. Rồi đúng rồi. Rồi và dim bằng một cách như là dim on group. On group, nhưng mà ở cái mảng chạc phí á, là xài được cái program. Ở trong cái program á là anh sẽ lập trình được dây nào đèn nó sáng. Cái mà anh làm bằng cái Sidus Link mà gần nhất là cái set Blackpink Dan Cover. Thì anh cho cái nhịp nhạc đó đúng không? Anh cho nó chạy theo một vài cái nhịp nhất định. Nhịp theo mong muốn của bạn DP. Thì cái đó là anh phải có một buổi rely riêng. Để anh link xong rồi anh chạy, anh tách nhạc ra. Thì cái khó khăn của cái app á là nó không giống như là tách phần audio ra ở phía trên, ở phía dưới là những cái phần của đèn. Đó, thì anh phải mới thời kỳ mà anh link nó lại với nhau xong rồi anh nói chết rồi, nó chạy bằng dây và tích tắc. Xong rồi anh nói các bạn nhân sự, ê tụi em đếm cho anh cái này có bao nhiêu dây. Ồ rồi lúc đó phải suy nghĩ nữa. Đúng. Có nghĩa là ở bên dancer và quay đen á thì tụi em phải biết là nhịp. Thì cũng may mắn là anh ngày trước cũng là một dancer cho nên là anh cũng em cũng hồi trước là một dancer luôn. Thì anh có nghe, anh nghe được là nhịp nhịp bass rồi nhịp chép, rồi nói chung là anh nghe cảm cái được tấu được. Đúng rồi, anh biết. Thì tới đâu anh ngắt lại, anh ngắt ngay khoảng đó, rồi tại thì nó anh chim vào. Anh ủa chim. Anh vậy cái chớp đó anh nhận, anh có lấy tiền mà sáng tạo đó không anh? Chứ em thấy nó cũng sáng tạo lắm á. Đúng rồi. Thì khi mà mình nhận chớp rồi á
mình thử thách bản thân mình thôi. Thì mình làm được thì đó là một câu chuyện về để riêng mình biết thôi. Vậy rồi sau rồi cái chớp mà làm Blackpink, cái set đèn mà anh làm cái set đèn mà nhạc Blackpink đó, cái đó rồi anh gọi là bây giờ là để giao cho app nó xử lý luôn. Có nghĩa là bên hãng có về nói chuyện với mình. Vậy các bạn có được anh có chơi nha. Đúng. Thì anh có nói chuyện là bây giờ cái app nó như vậy nè, thì bên hãng có thể nào mà khắc phục sớm nhất có thể để anh có thể bớt thời gian nó lại. Đòi nữa. Bởi vì là bên hãng họ có cho anh những cái option và họ cần anh fix cái app như thế nào, thậm chí là cái app mà lỗi gì anh chỉ cần cáp cái lỗi đó gửi cho bạn bên hãng nè, một thời gian sau là sẽ có bản update cũng được ưu đãi cho cái nó cũng được đây trường hợp hiếm được Aperture ưu ái chung sản tới 60 cây mà. Ủa nhưng mà cho em hỏi cái là cái lúc mà anh bắt đầu program mấy cái cây trúc đó mà theo nhịp nhạc ấy, thì đối với một người chưa bao giờ xài hoặc là những người xài ít cái app này thì anh có thấy là cái việc là lần đầu anh tiếp cận nó program này nó có khó không anh? Thực ra thì nó sẽ không khó đối với khía cạnh là người dùng mới, nhưng mà các bạn phải biết về công nghệ chút. Có nghĩa là phải có kiến thức trong cái nền tảng là music và cái giống như là mấy anh làm sân khấu á. Thì mấy anh có một cái show off là nhạc tới đó thì đèn mấy anh sẽ tới đó. Nhưng mà trên đèn sân khấu em biết là họ program lại, họ ghi lại, nhưng mà đúng. Cái hồi nãy anh là anh do anh cái bằng này tay là đèn đó, đúng rồi, đây là áp đèn chứ không phải là cái hệ thống đèn sân khấu, đúng cho rồi. Nên mình vẫn còn với những cái vấn đề là mình phải chạy bằng cơm hơi bị nhiều. Đúng rồi thì mình chạy bằng cơm khá nhiều trong cái vấn đề đó. Thì xong khi mà phát triển mạnh hơn nữa thì bên hãng có nói là tại sao anh không thử DMX? DMX là hình như là nối các đèn lại bằng các cái cọc cáp DMX. Nhưng mà điều khiển cùng lúc, đúng không? Cái khó khăn tại thời điểm hiện tại á, anh là một người chỉ là rapper, phim ảnh, MV. Có nghĩa là chưa có cái thế mạnh về dancer. Không phải, mình không có kiến thức về DMX. Đúng rồi. Rồi. Hiểu không? Cái đó là một phạm trù khác nữa. Đúng. Khi mà mình đi qua DMX thì bắt buộc anh phải nghiên cứu về cái khoảng là làm sao DMX nó để chạy được như vậy. Thì khi anh hỏi một cái anh bên sân khấu thì anh nói là cái này á là sân khấu phải, đó. Phải mất bao nhiêu lâu để mình học DMX, rồi bao nhiêu lâu để mình học cái software. Mất bao nhiêu lâu, anh thấy mất hẳn cả năm, phải mất cả cuộc đời tuổi thanh xuân. Xong rồi anh mới nói là thôi mình chạy bằng cơm, bằng program mà app nó cho đi, thì khi nào mình cảm thấy phát triển nhiều hơn và chạy thường xuyên hơn với DMX thì nhưng... khoảng thời gian này là anh đã chạy được chung với DMX. Vậy có thêm nghề nữa rồi, thí dụ nữa mà bây giờ không có gaffer nữa thì chạy qua bên làm đèn sân khấu kiểu vậy đó cũng được, cũng có nghề. Nhưng mà em tưởng là DMX này kiểu như là em là một người mới dùng á, em không có tìm hiểu sâu về đèn quá, nhưng mà em cũng biết sơ sơ về DMX, thì em cứ tưởng DMX sẽ chỉ có trên dòng cao cấp của Aperture đấy, chứ mà em thấy là những cái dòng cấp thấp của bên phía Amaran cũng có. Tại sao vậy? Ví dụ như dòng BT đi. Dòng BT là cũng của Amaran đúng không? Đúng rồi. Thì nó có những cái kênh nhất định. Ví dụ như là trong cây đèn đó nó cho mình là 512 địa chỉ, thì cái picture profile của nó chỉ có đâu đó khoảng 10 picture profile. Có nghĩa khi mà mình đi DMX á, mình sẽ phải lựa chọn cái picture profile, là mình phải lựa chọn được cái profile của thằng thì nó chỉ có DMX được cái khúc đó thôi. Nhưng mà ở dòng cao cấp hơn á của Aperture thì nó lại là câu chuyện là tôi nhiều hiểu hơn bạn. Kể cả vậy thì cho em hỏi là nếu vậy dòng Amaran nhất là PT á, 2C, 4C á,
thì mình có program được như mấy cái dòng Infinity Bar này không? Thì có 10 profile thôi. Có, nó chỉ đó khoảng profile đó thôi, nhưng mà khi mà mình program lại về iPad á thì nó như nhau. Chỉ có là cái lượng hiệu ứng được hỗ trợ nó không nhiều bằng. Chính xác. Em sẽ bị giới hạn cái khả năng mà em làm hiệu ứng. Có nghĩa là các bạn sẽ thấy tại sao cái set kia nó làm cũng cây túp. Chỉ quay coi BTS mà đâu thế nào mà mình soi kỹ là nó là cái. Mình đang mới bắt cái ông mà trực tiếp on set lên đó là lý do tại sao tới ngày hôm nay bóc cái ông này lên đây mới dám làm cái chủ đề và live. Các bạn chỉ sẽ thấy anh ơi, em thấy là cái cây đó nó chạy vậy nè. Nhưng mà em bút cây T2C hoặc là cây T4C chẳng hạn. Thì cái hiệu ứng nó không có. Đó, cái vấn đề nó ở chỗ này. Cái hiệu ứng nó không có bởi vì là hãng nó sẽ kiểu như là chia phân khúc thì nó sẽ chia luôn cái nó cắt giảm cái kiểu vậy. Là cũng chiêu thức công nghệ cao. Thảo nào với một người dùng cá nhân như em chứ bây giờ đụng tới thì em thật sự em không đụng quá mấy cái hiệu ứng có sẵn của mấy cái con Pixel Tube của em, thậm chí em chưa dùng tới nhiều luôn. Nhưng mà giờ em hiểu là nếu mà lên set mà mình cần một cái hiệu ứng cụ thể nào đó thì mình phải hiểu rõ và sâu hơn về mấy cái đèn thì mình mới biết cách lựa chọn. Thì có thể đây là lý do mà tại sao mọi người nên chọn Infinity Bar thay vì Pixel Tube như là của em đang xài. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ nói về cái Infinity Bar của Aputure là lý do tại sao với những cái dòng đèn nhỏ hơn chúng ta cũng là LED kiếm, cũng là đèn tube, nhưng tại sao chúng ta cần phải những cái phân khúc cao hơn như Infinity Bar, nó có những cái đặc điểm gì mà nó nổi trội hơn với những cái cây kia, và sẽ có những cái đặc điểm đó nó sẽ dẫn đến những cái chuyện mà chỉ có cái dòng đèn đó mới có thể đáp ứng được. Đúng rồi. Ở phần tiếp theo trong video của chúng ta. Và những cái việc mà những cái đèn ví dụ như Abaran đồ này nọ vẫn làm được những cái việc đó, nhưng mà tại sao có lúc chúng ta lại phải cần những cái dòng đèn giống như Infinity Bar của Aputure thì Tấn Anh chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu qua về cái dòng Infinity Bar nó có cái gì đặc biệt hơn những cái dòng tube trước. Thì trước mắt thì các bạn sẽ thấy cái điều đầu tiên đặc biệt nhất khi mà bạn đã có dự định mua một cái Infinity Bar hay là một cái Pixel Tube. Thì Pixel Tube thì các bạn mở ra các bạn mua thì từng cây bình thường thôi, nhưng Infinity Bar khi mình tới set mình mở ra là mình thấy là cây này phải đi theo bộ là một cái điều chắc chắn luôn. Và không những đi theo bộ mà nó sẽ còn khác nhau ở chỗ cái điểm nổi bật nhất mình thấy, nghĩa là cái sự đa dạng hóa trong việc lắp hình và kết nối, như cái hình đằng sau tụi mình đang ngồi đây này là đang là những cây Infinity Bar. Và những cái kết nối đó không đơn thuần chỉ là ghép vào nhau bằng ốc vít này nọ, mà nó còn ghép vào nhau một cách thẩm mỹ, và nó có cái dòng điện, dòng nguồn chung có thể cắm sạc một nơi mà truyền điện cho tất cả các cái đèn cùng nhau hết. Và quan trọng là trong cái thiết kế của nó là các bạn có cái hệ thống tản nhiệt nữa. Đúng rồi, hệ thống tản nhiệt. Cái đó là cực kỳ quan trọng luôn. Đúng rồi. Rồi. Vậy thì đó là về cái mặt vật lý, đó là hiện hữu của cái sản phẩm đó. Làm unbox cái Infinity Bar là bắt buộc theo set. Các bạn mở ra một cái là tùm lum đồ. Làm biết là đồ để cho cái thằng đi làm sản xuất. Đúng rồi. Không có một mình cá nhân nào đi mua cái này về chỉ để trưng trong nhà thôi. Đó, các bạn thấy một cái hệ thống của nó không đi từng cái đèn lẻ. Cái hệ thống của nó đã đi một dàn đèn tối thiểu là bao nhiêu cây anh Tiến? Nó có tối thiểu không? Thì một set của nó là có chục cây á. À, tối thiểu là 10 cây. Đúng rồi, tối thiểu 10 cây. Đó, thì các bạn sẽ thấy là cái phân khúc ngay từ cái đầu tiên khi mà cái đèn này nó ra đời là để nó đáp ứng cho những cái người làm việc từ 10 cây đèn trở lên rồi. Đúng rồi. Và còn về cái sự kết nối của nó với cái app Sidus Link thì nó có cái sự đặc biệt hơn khi kết nối với cái app Sidus Link so với những cái dòng cấp thấp, đó chính là các bạn không những program được nhiều effect hơn rất là nhiều. Thì tại sao lại bây giờ mình mới nói ra thì đơn giản thôi, nếu mà bạn sử dụng cá nhân ấy, các bạn không thể nào các bạn xài hết các effect hay các bạn muốn xài được hết cả. Trong các trường hợp đại đa số là các effect có sẵn đều đáp ứng đủ nhu cầu các bạn, nhưng khi các bạn đã lên một set chuyên nghiệp rồi, các bạn sẽ muốn làm một số hiệu ứng cụ thể, thì trong cái app Sidus Link này nó sẽ có phần mở rộng. Thứ nhất, các bạn program được nhiều hơn 10 hiệu ứng có sẵn. Thứ hai, các bạn sẽ có thêm một cái tab mới để các bạn làm nhiều FX hơn. Thì cái tab đó tên là Magic Infinity FX. Thì cái tab đó như thế nào thì anh Tiến có thể chia sẻ sơ qua được cái phần
Infinity FX đó cho mọi người nghe sơ qua được không? Về phần app thì ở trong cái đó có sẽ có một tab là Magic Infinity FX. Thì ở trong đó nó sẽ có những tạo hình. Tạo hình thì nó khác gì so với cái FX có sẵn rồi anh? Tạo hình nó sẽ chạy từng pixel theo lưng chỉ. Cái mạch ở trong của nó tách ra từng pixel. Kiểu vậy. Thì bình thường á mọi người sẽ thấy một cái đèn chỉ sáng chạy chớp tắt. Còn bây giờ cây đèn này nó sẽ chạy từ trái qua phải, phải qua trái. Khi mình ráp nó thành hình tròn thì nó sẽ chạy hình tròn, chạy. Ồ. Không phải là mình quay đâu nha, là từng pixel trong đó nó sẽ chuyển. À, nó sẽ liên kết với nhau. Yes. Nó sẽ chuyển động theo từng pixel khi các bạn kết nối nhiều cái này đây. Nãy giờ chúng ta nói về cái dòng Infinity này thì đúc kết lại nó sẽ có những cái thế mạnh là như thế này. Thứ nhất, nó sẽ dành cho những cái người sản xuất video với cái yêu cầu về số lượng đèn cao hơn là người dùng cá nhân. Đúng rồi. Hiệu ứng. Lỡ mà một cây cũng được nhưng mà không ai làm vậy. Đúng rồi. Anh thấy cái set nó nhỏ sẵn cho anh 10 cây không? Rồi anh bắt anh mua lẻ. Bây giờ nè, cái set này có bán lẻ không? Thì anh biết thì có bán lẻ không? À, nó sẽ bán lẻ từng cây. Để ví dụ như là đắt thêm. Nhưng mà khi mà anh đã mua thêm một cây chắc chắn là anh sẽ có một thùng. Không, tại vì thực sự nha. Tại vì nếu mà để xài một cây lẻ đó thì không có cầm gì nãy trơn á, cái giọng gì tại, di chuyển. Tại vì bị hư á, anh mua anh đắp vô một cây á, thì chắc chắn là sẽ có. Đúng rồi, đúng rồi. Lẻ à. Có những trường hợp đó nữa. Đúng. Hoặc là kêu Big Daddy mua thêm 10 cây vô. Kiểu vậy. Rồi, thì nó sẽ rẻ tiền hơn mua từng cây. Đúng. Không, đây là cái thực tế nha các bạn. Đúng tại rồi, vì đúng khi rồi. Mà chúng ta xài á, có một cái tài sản riêng một cây á, thì chúng ta xài nó khác. Nhưng mà xài rental á, thì nó khác. Đồ nó hư màu lắm. Đó. Cái này có thể... kiểu nó không hư theo theo chuỗi mà nó hư từng cái. Đó. Thì nó hư toàn. Cho nên không thể nói cái này nó chỉ bán set không, nó còn có bán lẻ nữa. Mua lẻ thì những người nào mà thực sự biết là mình sẽ cần những cái đèn và hiệu ứng như vậy thì người ta sẽ mua. Còn không ngu gì người ta mua một cây lẻ đó rồi mắc hơn mấy cây ví dụ Pixel Tube chẳng hạn. Yeah. Đó, sao đó thì cái thì chúng ta nói là mua lẻ là để mua bù vô cái set đó thôi. Đúng rồi. Còn với cái người dùng mà mua từng cây á thì không ai khùng mà đi mua từng cái cây này hết trơn á. Mua dòng Amaran nó rẻ hơn. Thiếu gì cũng y chang vậy hả? Ví dụ anh Đức mới mua cây TIC của mình đấy. Đó, với cái thế mạnh của nó là cái sự kết nối một cái số lượng đèn nhiều hơn. Đúng rồi. Là một cây. Rồi, đó là những cái mà chúng ta thấy và cái quan trọng nhất là nó sẽ giúp cho các bạn rút ngắn được cái thời gian setup với những cái hình học đã có được sẵn. Đúng đã rồi. Được chuẩn bị sẵn. Yes. Đó. Thì hiện tại bây giờ chúng ta mình thấy trong cái menu của cái dòng Infinity Bar này hiện giờ nó có 5 setup. Không, hơn 5, chứ. 5 à. 5 đúng không? 5 à. Đấy, coi menu 5 hình, thấy 5 à. 5 hình à. 5 hình. 5 hình à. Và cái ưu điểm của nó nữa là không chỉ là sự kết nối hình dạng mà nó còn kết nối cả nguồn điện nữa. Đúng đây rồi. Là một cái khác biệt so với những cái dòng đèn. Chúng ta giống như cái trường hợp mà có một cái MV mình làm với anh Tiến á, thì mình làm cái MV đó của Negap. Đó, thì mình treo đèn. Treo đèn nó đã tốn thời gian 3 tiếng nãy mình chia sẻ với các bạn rồi đó. Nhưng mà những cây đèn đó hiện tại bây giờ nó hoạt động nguồn điện độc lập. Mình lấy ví dụ bây giờ mình có lúc đó 10 cây đúng không anh? 10 cây bây giờ 9 cây nó đang chạy mà một cây nó tắt đèn coi như phải làm lại rồi. Đúng rồi. Đó, và cũng không có cách nào để mình duy trì cái điện ngay chỗ đó được cho nó. Yeah. Nhưng mà cái sự kết nối này nó kết nối cả nguồn điện thì giúp các bạn duy trì được đồng bộ ở những cái đèn của chúng ta. Kiểu như là mấy cái khúc mà kết nối lại mấy cái đèn này ấy, nó có những cái nguồn để các bạn cắm giữa các cái đèn với nhau, nên khi các bạn sạc thì cắm một lỗ rồi sạc hết tất cả. Và nói đi nói lại, cái hay nhất của những cái dòng sản phẩm của Aputure không phải chỉ ở cái sản phẩm của họ mà nó còn là cái app. Đúng rồi. Cái app nó hay ở chỗ nó sẽ giúp các bạn kết nối nó dễ dàng và nó trực quan để các bạn dễ sử dụng. Như Tiến nói cái lúc đầu đó, có 10 phút là làm quen được rồi. Kiểu vậy. Một người mà mới đụng vô mà cái tâm lý lúc mà thay đổi một cái sản phẩm á là trời ơi, chuẩn bị phải học những cái mới. Nó khó hơn là cái gọi là mình thoải mái mình ở nhà mình tự học. Mà chỉ 10 phút thôi là hoạt động được rồi. Thì một cái người dùng chỉ cần làm quen với cá nhân mình nè. Khi mình bắt đầu chuyển qua Amara mình xài á, xài cái app xài Đức Linh á, thì mình chỉ cần cỡ cũng chừng cỡ 5-10 phút là mình đã làm quen được. Đúng rồi. Cách vận hành của cái app. Và nói về cái app như vậy, nhưng mà trong cái thời gian sử dụng á, anh Tiến có gặp những cái vấn đề gì với cái app đó không? Đó. Không những vấn đề về cái app mà nói chung là trong những thời gian sử dụng đồ của Aputure
nãy giờ mình khen nhiều rồi. Vậy thì có những cái nhược điểm gì mà anh cảm thấy là nó chưa được và anh mong muốn hãng khắc phục không? Chỉ anh, có anh mong muốn là anh viết đơn rồi. Viết đơn rồi. Những cái mà anh mong muốn là anh đã xong rồi. Nhưng mà về phần để mà cho các bạn hiểu là khi mà mình on set thực tế thì sẽ bị một trường hợp là đá sóng. Đá sóng ở đây là gì nhỉ? Sóng. Khi các bạn lên set đó nha, các bạn sẵn đây mình nói rộng rồi ha. Có rất nhiều cái sóng. Đúng. Nào là nếu mà bạn thu âm nè, bạn sẽ có cái sóng của cái người sau men nữa. Đúng. Rồi, tiếp theo nè, transmitter của cái bộ truyền phát tín hiệu. Rồi, tiếp theo là sóng gì nữa? Sóng của cái wireless focus. Rồi. Vậy thì giả sử mấy cái sóng điện thoại nó ảnh hưởng luôn không anh? Có luôn. Mà các bạn biết là lên set bao nhiêu người, bao nhiêu cái sóng điện thoại. Đúng luôn. Nhưng nó vẫn chịu nhiệt tốt. Chỉ là hơi mất thời gian chút. Nghĩa là sóng vẫn tốt. Có nghĩa là khi mà anh không sử dụng mà anh on lên lại, ví dụ như mình sẽ có standby đó ha, kiểu break để mình ăn trưa chẳng hạn. Thì lúc đó anh không thể nào anh để cái iPad và đèn nó hoạt động được, anh phải off. Thì khi đó là anh cần on lên lại thì nó sẽ không kiểu là phải reconnect liên tục. Bởi vì có quá nhiều thiết bị để cho cái dòng iPad nó hiểu là cái sóng cần thiết nó đang xài cho cái app đó là cái gì. Nó chưa có ưu tiên. Bởi vì khi mà mình đấu xài nó, mình tắt nó đi thì nó chắc chắn là nó sẽ tự ngắt mấy cái kết nối. Đúng rồi. Thì bắt đầu reconnect lại, đâu đó mất khoảng từ 40 giây không? 2 tới 5 phút. Trời, 2 tới 5 phút lần hả? Nhưng mà chắc là do anh Tiến nó sử dụng số lượng lớn. Đúng. Chứ mình xài cá nhân thì thấy có 40 giây trong chút xíu à. 20 giây đấy. Thì có nghĩa là anh xài số lượng lớn và anh xét thực tế thì sẽ có nhiều thiết bị. Nhưng mà anh có những cách khắc phục riêng để cho nó hiệu quả hơn. Thì những cái khắc phục riêng đó thì anh sẽ chia sẻ sau. Bởi vì bây giờ mình đào sâu hơn về cái đó thì nó sẽ cũng hơi không ok. Đúng. Tại vì chỉ cái chủ đề hôm nay chỉ nói là dòng đèn tube thôi. Chính xác. Còn Aputure thì có rất nhiều cái loại đèn. Đúng rồi. Nó nhiều quá. Đá sóng thì nó cũng đá sóng nhiều cái đèn khác chứ không phải cái đèn tube thôi. Kể cả cái đèn mà mình đang sử dụng để quay cái podcast này thì cũng là hai cái của Aputure luôn. Thì bên cạnh đó thì cái mà mình chê á, là mình chê ở chỗ là nhưng mà ngày trước thôi, bây giờ hết rồi. Cải thiện rồi, anh viết đơn nó được rồi. Anh đã viết đơn rồi. Bây giờ đỡ chê, bây giờ đỡ chê. Nhưng mà mình cũng có một vài cái như là các phụ kiện á, mình chê là người ta bán riêng lẻ không à. Bây giờ ví dụ như set Infinity Bar thì ok, em mua full set thì nó khác. Đúng rồi. Em mua từng cái thì nó sẽ khác. Còn ví dụ như những dòng như là BT4C, T2C, cái Rig Control nó đâu có tặng kèm đâu. Đúng rồi, nó không hề tặng. Cái gì nó cũng phải mua thêm. Mà app cũng cơm thêm. Nhưng mà tính ra nếu vậy nó cũng đỡ hơn ngày xưa rồi đó. Bây giờ chúng ta còn có cái dòng đèn Aputure để xài. Nhưng mà xưa để phân khúc cao cấp đó là phải mua Arri. Chính xác. Lúc đó nó còn khủng hoảng hơn nữa. Lúc đó mình không dám mơ tới luôn, tới M18 thế này nọ. Ồ thôi, cái lúc đó là một cái phân khúc, một cái sân chơi khác rồi đó. Thì bây giờ mình xài những cái đèn như này thì mình sẽ có những buổi nói chuyện nhỏ nhỏ như hôm nay mình xài. Nó không bị nóng, còn đèn ngày xưa là chắc 5 phút giải tán rồi. Mình rồi. Không có nói nhiều như hôm nay. Thật sự nói về lighting có rất nhiều chuyện để nói. Chúng ta sẽ chia ra hẹn anh Tiến thêm những cái số khác nữa để lên những cái chủ đề khác về lighting. Mà tính ra cũng hay là những cái trường hợp lighting như thế này mà không có một người thực thụ làm nghề. Ví dụ như tụi em cũng ngồi chia sẻ, em thì em biết đồi đó, nhưng mà em sẽ không biết cái khía cạnh ở trong để thực hiện được cái đó. Đúng rồi. Về kỹ thuật, ví dụ mình sẽ biết, mình cũng sẽ biết cái đó làm như vậy, mình đề xuất. Nhưng mình đâu có biết kỹ thuật. Giống như hồi trước em có một cái đồi, chẳng hạn giống như là đem cái đèn đó ra ngoài đồng. Đó, mình không hiểu, mình nghĩ là đèn có thể cắm pin V-mount vô chơi được. Mình nghĩ đèn LED mà. Nhưng mà khi mà ra đèn, ra đồng như vậy á, phải chơi cỡ 1.2 kg ha. Thì cũng tùy nữa. Nó lại là câu chuyện rộng hơn nữa rồi. Rồi, ok. Bởi vì á là khi mà mình ao một cái set lớn như vậy ra ngoài đồng
thì 1.200 thì với ban ngày thì nó cũng không, nói chung tổng kết lại là có những cái chúng ta cần cái người thực thụ ở trong cái công việc đó mới có đủ chia sẻ về những cái mặt khía cạnh ưu điểm và nhược điểm nó trực quan hơn để các bạn dễ hình dung được. Đó thì bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại cái nội dung của ngày hôm nay. Vậy thì có những cái mà chúng ta cần sẽ quan tâm lại trong cái dòng điện tấp này. Thứ nhất là nó sẽ có những cái phân khúc đối tượng khách hàng cụ thể. Ví dụ như những cái dòng cũng một cái hãng đó, họ sẽ có những cây đèn đó chỉ để cho người dùng cá nhân. Đúng với rồi. Cái sự gói ghém về công nghệ, về cái kỹ thuật đối với cái đối tượng sử dụng cá nhân. Thật sự nha, mấy cái đèn tấp nó cho những cái hiệu ứng, nhưng mà thật sự nếu mà người dùng cá nhân á, họ chỉ dọc thôi, có bao đời mình xài một cái hiệu ứng mình... chưa bao giờ luôn. Không có nha, có nha. Nè, ví dụ mình là mình xài màu. Không, cái đó không phải là hiệu ứng, cái đó là chỉ sử dụng là đánh ambient thôi. Không, em xài để hiệu ứng chơi thôi, kiểu cái hiệu ứng color gì đó, bảy sắc cầu vồng, rainbow đó để chơi thôi. Còn thực tế thì người dùng cá nhân không bao giờ, một là các bạn để fill một cái vùng nào đó trong cái background của các bạn, hai là để tạo cái ambient không gian, ba là đánh like, đánh vang hết. Cùng lắm là xài hiệu ứng bóng hư đó. Cho nên đó là lý do tại sao với những cái đèn nhắm tới những cái phân khúc cá nhân họ không có làm nhiều hiệu ứng. Đúng rồi. Tại vì có cũng chỉ để cho vui thôi, không có ai xài, nhưng mà cắt nó đi thì tiết kiệm được một khúc tiền. Bây giờ thêm một điều nữa là mấy cái dòng Amaran cấp chung trở xuống ấy, thật ra các bạn vẫn có điều khiển được nhiều đèn cùng một lúc, nhưng mà tất nhiên là không đa dạng được như mấy dòng như Infinity Bar này của dòng cao cấp đó. Đó thì đó là cái phân khúc, ý mình nói ở đây là những cái phân khúc nó đã được chia ra rạch ròi rồi, để chúng ta lưu ý. Ví dụ như cái người mà có tiền họ nghĩ cái tiền đèn cao hơn là nó sẽ tốt. Ê, quan trọng là nó ở phân khúc đó cho nên nó phải tiền đó. Ví dụ như bây giờ có tiền đi mua cái Infinity Bar lẻ được không? Được. Được. Nhưng mà mua chi? Đúng rồi. Người lẻ đâu cần xài. Mua cây BT4 là được rồi. Đó, đó cho nên các bạn phải lưu ý. Ngắn một chút BT2 kiểu vậy. Đó, ví dụ đó là lý do tại sao chúng ta phải biết cái phân khúc đó, cái người dùng đối tượng cá nhân mua. Còn cái kia là để cho những người on set lớn họ sử dụng. Tại vì những cái cần đó, như anh Tiến đã chia sẻ đó, lên set là sẽ có những cái cần và những cái đòi của DB. Đòi vô giới hạn luôn đó, không giới hạn luôn. Lúc đó thì sẽ phải đáp ứng và cộng thêm cái sự sáng tạo, cái sự chế của mình nữa. Đúng rồi. Đúng không? Rồi và tiếp theo là chúng ta sẽ thấy với những cái ưu điểm của những cái dòng đèn đến từ Aputure thì số lượng đèn nhiều, nhưng nó phải có một cái sự kết nối bằng cái app, đó mới là cái hay. Còn nếu mà bây giờ nhiều cái đèn bây giờ mua cũng được đi, bây giờ mua những cái dòng đèn thấp hơn, mua 100 cây đó để đó, kết nối làm sao? Rồi về chạy bằng cơm hết 100 cây đó hả? Là khùng não luôn. Khùng luôn. Còn chưa tính tới là khả năng mình raw ram cái chương trình cho đúng nó rồi. Không được. Đó, đó là những cái ưu điểm. Và mình thấy một điều nè, do cái hồi nãy anh Tiến chia sẻ về cái mặt cái sản phẩm mà anh làm theo cái nhạc plugin đó, thì mình mới thấy cái khả năng hứa hẹn của đèn LED thay thế những cái đèn sân khấu. Đèn sân khấu kìa. Khi trên những cái set quay mà các bạn cần giả lại những cái ánh đèn sân khấu, đúng nó rồi. Sẽ hạn chế được những cái hiện tượng flick. Đúng đó rồi. Nó sẽ làm cho cái màu sắc của bạn nó đẹp hơn. Đó, hồi xưa mình không biết, mình hay hỏi anh Tiến là ủa sao, sao lên sân khấu mình không quay luôn cái đèn của sân khấu đi anh Tiến. Sao anh Tiến? Thì em sân cứ quay khấu đi. Nó có đèn laser nữa thì em cứ quay đi. Đó, đèn laser nó cắt sensor đứt luôn á. Không sao, laser vào sensor cái là các bạn chỉ có bỏ máy thôi. Có đâu, đâu sao đâu mà. Đâu sao đâu hả? Đúng rồi, mua mới mua mới thôi. Cái giai đoạn đó là giai đoạn đổi thiết bị luôn đó. Đúng rồi. Cơ hội để chúng ta đổi thiết bị. Đó, và tại sao phải đổi thiết bị, tại sao phải đổi máy quay, trong đó ta có thể đổi đèn mà. Trong khi đó là một cái sự hứa hẹn ha. Thì hiện tại có thể là nó sẽ còn gặp những cái vấn đề là chúng ta phải sáng tạo bằng tâm trí đó ha anh. Và bằng cơm đó. Bằng cơm đó ha. Nhưng mà có các bạn thì bây giờ sẵn ở đây nè, các bạn có những cái cần gì cầm lên kêu Tiến anh viết cho anh, nó hiệu đúng quả rồi, lắm. Là viết và gửi thẳng lên anh, Apple chơi anh nộp đơn là được giải quyết hết à. Đúng rồi. Đó thì đó là những cái mà chúng ta thấy sự quan trọng khi chúng ta chọn và lựa những cái dòng điện tấp phù hợp với các bạn và những cái gì các bạn cần quan tâm. Đúng rồi. Và nó sẽ có đi theo những cái nhược điểm thì nãy giờ mình cũng chia sẻ với các bạn đó. Và có một cái nhược điểm nữa, em không biết có đúng hay không với cái độ bền này, anh thấy sao? Anh thấy độ bền thì em thấy nhiều người cũng than là đèn hơi lỏ. Với cái độ bền đó thì cái cây này nó mới ra,
Nhưng mà anh thấy cái chất liệu mà để tạo ra cái đèn á, anh thấy nó cứng cáp và chắc chắn hơn cái dòng PT. Yes, thì nó anh cảm giác là mình xứng đáng khi mà đang rental á, mình cần cái độ bền. Đúng rồi. Cao, ví dụ như có rớt hay có va đập thì nó cũng đỡ hơn một phần. Có đền nữa. À thì cái đó thì phải bắt buộc rồi. Đúng nhưng rồi. Câu chuyện mình muốn nói là thì cái độ bền á, anh thấy nó cũng khá là ok cho cái dòng so sánh với lại các phân khúc trúc của thị trường hiện tại. Đúng rồi. Nhưng mà cao cấp hơn thì mình anh không nói. Đúng rồi, thì so sánh bây giờ không so sánh ngoài hãng, so sánh cùng hãng thôi. Dòng PT với dòng Infinity Bar này, căn bản nó rất là khác biệt về vật liệu. Ví dụ mua PT 4C về mà chỉ để đi bào như vậy á, mình nói thật, sớm muộn thì nó sẽ hư cực kỳ nhanh. Còn Infinity Bar này là vật liệu mình sờ vào thì nó cảm giác không giống như sắt. Nó là nhôm. Nó cũng không hẳn là nhôm mà mình cảm giác giống như là hợp kim tổng hợp quá. Nhưng mà mình thấy được những đằng sau á, cái thiết kế của nó là những cái lưới heat sink. Đúng nó rồi. Nó thiết kế giống như là những cái lưới, cái phần tản nhiệt trong những cái cái phần tản khí vậy đó. Đúng rồi. Đó, nó là kiểu như vậy. Thì là biết là thuộc dạng là cái để dùng để tản nhiệt rồi đó. Để tản nhiệt. Về căn bản là hệ thống của họ thì mình cũng không thể nào đoán được, nhưng mà mình nghĩ là đã với phân khúc này thì họ sẽ phải đảm bảo mặt độ bền, chứ không không lý do thì họ lại ghi ra về cái độ bền lên trên cái trang web của họ. Vậy vì cái độ bền thì nay cũng là một cái thế mạnh, ưu điểm chứ không phải là nhược điểm nha. Đúng rồi. Đính chính lại thì đây mình chuyển qua nó qua bên phần ưu điểm. Còn về nhược điểm thì chắc chắn là nếu mà Aperture có tồn tại cái nhược điểm thì những cái dòng khác thì nó còn cũng sẽ có những cái nhược điểm đó rồi. Đúng rồi. Đó chính là cái đá sóng hồi nãy mình nói. Đúng nó rồi. Sẽ bị chèn ngãn sóng. Thì thật sự lên set quay các bạn rồi bộ đàm rồi transmitter video đủ thứ hết trơn á, sóng không là sóng à. Mình chưa tính tới là cái người thu sóng âm thanh nữa. Nó sẽ dẫn đến những cái vấn đề đó thì không, cái đó nó thuộc về sao ta, nó thuộc về vật lý rồi. Đúng rồi. Chứ không phải là cái dở của cái app hay là cái gì nữa. Đúng rồi. Đó, nó thuộc về vật lý rồi, phải chịu thôi. Được cái gì dở của cái app thì anh Tiến viết đơn lên đại đa số nó đã không phục rồi. Với lại một phần nữa là cái dở thì chỉ có là yêu cầu do là mình yêu cầu nó cao quá thôi. Thực ra thì những cây xài pin như vậy á thì so đối với anh á là nếu như mà những set mà không thể sạc pin được mà quay nó sáng liên tục là bao nhiêu phút ta? Maximum output của dòng Infinity Bar này là 80 phút liên tục cho thì, từng cây. Đủ cái podcast này rồi. Thì 80 phút là nó cũng là một điều gì đó so với cái set mà cần xài nó. Đúng tại rồi. Vì không thể nào mà on set với cái một cái set như Infinity Bar mà on set liên tục với lại 80 phút như vậy. Chắc bữa nay là cái set mà on set liên tục dài nhất của Infinity Bar rồi đó. Chắc cũng vậy á. Thì vấn đề á anh chỉ cần nó khoảng đâu đó một tiếng là đủ rồi. Một tiếng là đủ. Nhưng mà đây là maximum output mà đâu phải lúc nào mình cũng bật sáng full hết đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Mà đâu phải lúc nào mình cũng xa cái nguồn đâu. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Rồi chỉ thì có những trường hợp mà giống như mình treo lên cao đồ này nọ thôi thì thật sự các bạn mấy anh đèn này hay lắm, mấy ảnh cũng có máu thiết kế trong đó nữa. Đúng rồi. Ví dụ như mà ảnh đã treo được cái đèn lên trên nó thì ảnh cũng kiếm cách ảnh treo được cái nguồn lên trên đó. Mấy anh này thần thánh lắm các bạn, chứ không ai rảnh rồi đang quay rồi tắt đèn à em ơi. Hết pin kia rồi cực vô luôn trời, lúc đó sản xuất mà ngồi trên Z quay là ôi ỉa trong quần luôn, dầu y giờ má dầu sôi lửa bỏng mà kiểu đang gấp mà anh đợi em ghim cái điện cái. Ủa, người ta hỏi ủa sao nãy giờ mày không có ghim đi. Đâu, hoặc là quay mê quá trời luôn, tự nhiên cái đèn nó ốp nào không hay luôn. Tức. Chết luôn. Mình còn thấy là em còn thấy là nhiều anh đến nỗi mà đặt cái đèn lên trên cao ấy, dùng bằng cái dàn giáo nọ xong đứng cái bên cầm cái đèn luôn. Ủa, em đang nói anh Tiến hay sao? Gì ta? Hình như là vậy. Có đâu ta. Rồi nói chung là nói về lighting có nhiều cái câu chuyện và nhiều đúng cái rồi. Chủ đề khác chúng ta sẽ chia sẻ thêm ha. Thì hứa hẹn là anh Tiến kéo anh Tiến thêm mấy tập nữa, nhưng mà phải bồi dưỡng cho anh Tiến mua cơm rồi cho anh ăn chứ. Rồi cà phê cho uống. Lên set thương lắm, không bao giờ bỏ đói, không bao giờ bỏ khát. Đúng cho rồi. Uống nước tới cuối giờ. Đúng rồi. Thiếu một giọt. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi vậy thì bây giờ Tiến anh lời khuyên với những người dùng cá nhân đi, anh chọn đèn như thế nào? Thật ra lời khuyên với người dùng cá nhân thôi ấy, thì các bạn hãy gạt ra trong đầu cái dòng cao cấp của Aperture đi. Gạt Aperture ra luôn, Amaran đủ rồi. Amaran là quá đủ cho những người dùng cá nhân rồi, mình nói thật. Những bạn mà quay ví dụ như là YouTube bình thường hay là các bạn quay mấy cái
sản xuất mà trong quy mô nó không quá lớn ấy, một scale gọi là vừa đủ ấy, thì cứ Amaran mà quất thôi mình nghĩ là dư. Là đã đủ với cái nhu cầu cá nhân của các bạn rồi. Có thêm 20 cái hiệu ứng chắc chắn các bạn cũng không bao giờ xài. Đúng rồi. Trừ khi các bạn làm mấy cái feature phim hay là cần này nọ thì may ra các bạn lại chạy. Nếu mà có một cái đèn hoặc hai cái đèn chúng ta cũng chưa thấy được cái sức mạnh, cái sự liên kết của nó nữa. Nó cần là một hai cây ngồi chỉnh tay cũng được mà. Thế chạy bằng cơm cũng ngon. Đơn giản. Đó. Còn lưu ý gì nữa không? Là những cái chỉ số gì không? Thì thật ra đối với người dùng cá nhân thì các bạn lựa chọn, các bạn chỉ cần để ý tới chỉ số CRI của nó. Khoảng bao nhiêu phần trăm là đủ? 95 không? Thật là trên càng cao càng tốt thôi, nhưng mà đối với mình tiêu chuẩn của mình là trên 96 cộng. 96 plus đó ha. Đúng rồi. Ok, thì nó sẽ giúp cho các bạn có được cái màu sắc tái tạo nó chân thật hơn với cái màu mà bạn mong muốn. Ví dụ như đỏ là ra đỏ chứ không phải đỏ ra cam. Đúng rồi. Rồi, và ủa, vậy thì nó có bị giới hạn ở cái sắc độ màu mà nó có thể tái tạo được không anh Tiến? Ví dụ nha, ví dụ như ở đây mấy cái app kia em, mấy cái đèn led ở dưới nhà em cũng có mấy cái này, nhưng mà em chỉa đúng cái cục này nó ra cái màu này, nó có sự bị lệch qua những cái khác không? Em có chứ, em có coi rồi thì em thấy là về cái độ bền xài càng lâu ấy thì nó càng lệch thôi. Nhưng mà ý là mình chọn ra được cái màu này là đúng, nó hiển thị cái màu này không? Đúng. Thật ra thì Aperture theo em thấy nhá, thì nó đang là cho ra cái màu sắc render chính xác nhất trên từng cái màu trong RGB mà mình chọn. Rồi, có màu đỏ là hơi cam. Màu đỏ là hơi cam thôi, thì tất nhiên là nhiệt độ màu hơi nóng, nhưng mà đó là một trong những con đèn mà trong cái những cái dòng mà mình xài mà mình đã từng xài thì mình thấy là hiện tại Aperture đang là chính xác nhất. Còn đương nhiên là bạn xài lâu về thời gian nó sẽ có cái sự sai màu nhất định, chứ không thể nào mà chính xác được hoàn toàn. Mà cái mình đang nói là cái sự chuyển á, ví dụ như trong cái bánh xe màu đi, các bạn sẽ thấy RGB đủ cái màu đó, bạn kéo qua kéo lại thì cái màu của bạn nó sẽ dịch chuyển theo cái đó, chứ không phải là bạn dịch một phút nó mới chuyển qua một cái màu khác. Đúng rồi. Ý mình nói là như vậy. Đúng rồi. Nói chung là cái app với cả cái tốc độ phản ứng của đèn khá là nhanh. Rồi cái độ delay đó thì đó là những cái thế mạnh nãy mình đã nói rồi. Rồi còn với cái nhu cầu mà khi chúng ta lên onset với cái nhu cầu onset đó, với những cái dòng đèn thì anh Tiến có lời khuyên gì cho các bạn không? Anh chỉ khuyên khi mà onset đó thì mọi người onset thực tế mà cỡ như set mà của Đức á. Thì thực ra là mọi người đã biết hết cái công dụng của nó rồi. Thì chả còn gì mà khuyên. Chỉ có ngày xưa trước đây một năm vài tháng trước thì anh hơi bị ghép mệt thôi. Thì với lại đó là mình đã có nói. Với lại có cái là anh Tiến chuyển từ cái hệ sinh thái đèn kia sang cái đèn này. Thì đó là cái sự chuyển, thì đó là cũng sự lưu ý đó. Có nghĩa là nếu mà bạn đủ cái tiền để phân khúc, để đầu tư vào cái hệ thống đèn led của Amaran đó, Aperture đó, thì nên lên thẳng luôn để đỡ mất thời gian. Đúng rồi. Đừng có đi một vòng. Ví dụ như khi những người khác muốn mua ra rental house không hiểu là cái giá trị của cái đèn nó quyết định ở đâu á, thì người ta sẽ mua những cái dòng rẻ rẻ để ta mua được số lượng, đúng không anh? Đúng rồi. Đó, nhưng mà thì nếu có điều kiện thì nên lên thẳng Aperture luôn. Đúng rồi. Nói chung là cũng tùy vào nhu cầu nữa. Các bạn phải xác định là các bạn làm quy mô nhỏ hay quy mô lớn, rồi lúc đó các bạn mới quyết định đầu tư. Đó, thì cái đó là cái điều cần làm đầu tiên. Đó, thì đó là cái lưu ý khi lên set thì chúng ta sẽ thấy được những cái ưu điểm của Aperture, thì phải lên luôn cái Aperture để đỡ mất thời gian đi. Chỉ đúng kiểu rồi. Vậy. Thì lời khuyên thì đó, thì là mình đã nói từ đầu cho tới bây giờ thì nó chỉ là những tính năng đặc biệt để mình, tại sao mình nên xài nó. Thì đơn giản, anh đi làm anh cảm thấy nhanh gọn lẹ là được. Và lên set nó đỡ mất thời gian để mình setup. Đúng rồi. Trời ơi, lên set các bạn chưa biết cái tâm lý của lên set đâu. Một phút, năm phút thôi nó cũng có thể quyết định là tốn tiền ở trong đó nữa. Đúng rồi. Cho nên các bạn mà ví dụ như anh Tiến là gaffer đi, ảnh ngồi ảnh xào quần với cái đội lighting của ảnh mà vòng chỉnh mấy cái đèn á, là người sản xuất người ta cũng khó chịu nữa. Đúng rồi. Đó. Mà còn khi mà cái đèn nó gặp những cái sự cố gì ở những cái set mà có thông thả về thời gian nó còn đỡ đi, còn những set mà nó không có thông thả về thời gian mà có bất kỳ một cái sự cố gì á thì chúng ta sẽ rất tốn thời gian để xử lý.
sẽ được trả giá bằng tiền. Đúng rồi. Giá bằng tiền OT. Đó, thì bỏ tiền ra cho sản phẩm tốt ở giai đoạn đầu đầu tư thì chúng ta sẽ đỡ tốn thời gian để khi những cái lỗi vặt nó xuất hiện. Thì có những cái lỗi gì thì hôm nay mình đã khai thác với các bạn hết rồi, thì các bạn biết. Còn một vài cái lỗi mà thí dụ như sự cố về sản xuất, về kỹ thuật á, thì nó thuộc về cái phân khúc bảo hành. Thì đúng rồi. Bạn trong đó thì bạn đem đi bảo hành thôi, nhưng mà còn cái lỗi khi sử dụng thực tế thì mình đã khai thác với các bạn hết rồi. Ok, thì nãy giờ mình cũng tổng kết lại cũng khá là nhiều ý và cũng như là câu chuyện của anh Tiến. Thì bây giờ mình có muốn hỏi một câu ngoài lề là những bạn mà muốn theo học lightning hay là mới bắt đầu lightning này, thì anh Tiến có những cái lời khuyên gì dành cho các bạn không? Ví dụ 3 lời khuyên duy nhất dành cho những bạn mới vô hoặc mong muốn đi theo lightning. Lời khuyên đầu tiên, phải có sức khỏe. Rồi rồi, đây sức khỏe là trên hết. Em thấy là nếu trong set quay mấy anh đèn là anh cực thôi rồi luôn các bạn. Phải có sức khỏe. Và phải có những người chén sĩ lực điền nữa, bởi vì chân đèn rất là nặng. Đúng rồi. Có những anh tá điền. Tá điền. Và phải biết làm set design nữa đúng không? Anh hay nói các bạn bên team anh á là kế bên. Yeah. Thì có ai kêu thiết kế thì kế bên thì đó, làm luôn. Thì có nghĩa là mình phải đòi hỏi cái sự nhiệt huyết của mình khi mà mong muốn làm ở cái mảng này. Cái thứ hai là nhiệt huyết. Cái thứ ba là phải có cái đầu. Và là phải luôn học hỏi nữa, thêm thấy là như vậy. Tại vì nói về đèn á, nó thuộc về công nghệ rồi. Đúng rồi. Nó sẽ thay đổi liên tục liên tục. Tại vì bây giờ thời buổi giao thoa giữa công nghệ với lại những vật dụng mà chưa có công nghệ thì mình sẽ bị theo kiểu là nếu như mình chậm thì mình bị tụt hậu, mình sẽ bị tụt lại. Ví dụ như giờ anh Tiến mà anh ôm đóng đèn dây tóc ngày xưa đó, là bữa nay anh khỏi ngồi nói chuyện với mình rồi. Đúng rồi, nó... anh mà không biết dùng iPad hay là app thì cũng toang luôn. Đúng. Thì nó sẽ hơi thiên hướng về cái idea nhiều hơn. Nó cũng may về một nghệ sĩ nữa đó. Thật sự là một người gaffer đó các bạn. Về lighting á, lighting nó thuộc về một cái lĩnh vực hơi nghệ thuật rồi đó. Đúng rồi. Có nghĩa là các bạn sẽ ánh sáng thì nó có đẹp, có xấu, và bạn muốn ánh sáng nó có cái độ thẩm mỹ như thế nào thì các bạn phải hiểu về nó. Đúng rồi. Hiểu như là một người họa sĩ biết cách đổ khối. Ừ. Biết vẽ đánh bóng đổ khối như thế nào, shadow dài ngắn như thế nào. Đúng rồi. Đó. Nôm na là kiểu để làm một gaffer, là một người đi theo ánh sáng, thì không những bạn hiểu về mặt kỹ thuật các ánh sáng, mà bạn nên hiểu về cách phối hợp ánh sáng, về mặt vật lý, về chất liệu khi bạn đánh sáng và nó có phản lại hay không hay như nào. Và kiến thức đó rộng lắm. Và không những vậy, bạn cũng phải cập nhật cái xu hướng cũng như là công nghệ và hiểu rõ về camera để mà bạn dựa theo đó bạn làm. Rồi bây giờ mấy người không biết rồi, liên hệ anh có chỉ cho người ta không? Đúng rồi, thì cứ liên hệ thì anh sẽ chỉ thôi, nhưng mà ít ai. Rồi ok, link social của anh Tiến mình để dưới description. Rồi, các bạn có cần cứ liên hệ ảnh để thí dụ như muốn trao đổi về những cái kiến thức về lighting. Yeah. Đó thì các bạn liên hệ ảnh. Thì ảnh thì xài 60 cây đèn. Đúng rồi. Đó, nên hỏi mà ai xài mà 10 cây rồi thì nọ thì ảnh cũng chỉ. Yeah. Rồi. Mình một cây anh còn chỉ nữa mà. Không phải, cái thật sự á, cái nghĩa là cái khả năng của mình á, nó phải đến cái tầm ứng dụng của mình. Đúng ví dụ rồi. Như khi mà chúng ta có nghĩa là những cái set quay ví dụ như đòi hỏi chỉ có vài cây đèn thôi thì khó thể nào chúng ta lên tới cái giai đoạn mà gặp một đống đèn để nhận ra được những cái vấn đề khó khăn khi sử dụng như vậy. Đó, thì anh Tiến là một trong những người có những cái cơ hội tiếp xúc với những cái job nó đòi hỏi cái lượng đèn như vậy. Ok. Đó, thì đó cũng là một cái thế mạnh. Các bạn có thể inbox học hỏi tiền mềm. Ok, anh gì? Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái podcast này của tụi mình. Có lẽ là nó hơi dài dòng bởi vì nói về lighting nó có rất nhiều cái để nói. Đúng rồi, nhưng mà nó dính nó mặc dù nói về đèn túp thôi nhưng mà có những cái câu chuyện xoay quanh đó thì mình cũng muốn cho các bạn một cái nhìn rộng hơn về cái lighting này để dụ anh Tiến lên thêm một vài tập nữa để chia sẻ với chúng ta về những cái chủ đề liên quan tới lighting. Và cũng rất là cảm ơn anh Tiến đã tham gia đến cái podcast này của tụi em, bởi vì thật sự á, nói về lighting tụi em có thể biết nhưng mà chỉ biết ở cái khía cạnh là cái người dùng cá nhân biết làm sao, rồi ví dụ như lên onset thì em biết đòi làm sao thôi, chứ em không có cái thật sự để gọi là chuyên môn kỹ thuật và
trường hợp sử dụng thực tế và những cái vấn đề của người gaffer gặp khi lighting. Đó, thì cảm ơn anh Tiến đã đến. Không có anh Tiến thì cũng không biết nói cái gì thật chuyên sự sâu hơn. Chuyên sâu để chủ đề này thì cũng nói như những cái người review về cái đèn thôi, chứ có biết gì rộng hơn để nói đâu, biết đòi thôi. Ý là mình biết đòi, mình biết là mình muốn cái look kiểu vậy, nhưng mà để thực hiện được về mặt kỹ thuật ra như vậy thì chắc đây. Rồi, nếu mà ai thích anh Tiến lên thì cứ comment bên dưới nha các bạn. Ông này khó lắm. Bạn kia có phải dụ ông mới lên để cho ăn cơm rồi mới được. Cơm áo gạo tiền mà. Rồi. Hôm nay đã vượt qua được cái thử thách đầu tiên là lên sóng rồi. Không biết anh Tiến sắp tới có ra một cái kênh YouTube nào để chia sẻ với các bạn về những cái kiến thức liên quan tới lighting không? Nếu như mà mình nói không á thì chắc sẽ không ai tin. Thì chắc chắn sắp tới anh sẽ làm một cái kênh theo kiểu là giải đáp những thắc mắc cho anh em Q&A á, Q&A. Để hiểu. Và những cái chủ đề chắc chắn là với những cái series podcast kiểu như vậy thì sẽ khó để anh tập trung vào những cái chủ đề cụ thể nào. Đúng rồi. Còn khi mà anh làm về những cái nội dung của anh thì anh sẽ tập trung vào những cái chủ đề mà anh muốn chia sẻ với các bạn. Thí dụ như bữa đó có những cái giống như là cái đèn này hết pin đột xuất đó, anh lên anh chia sẻ với người ta đó, đúng không anh? Kiểu vậy. Mình có cảm ơn Abuchơ không anh? Cảm ơn chi ta? Abuchơ phải cảm ơn mình được vì mình đó, mình đâu có được trả tiền gì đâu, đúng không? Đúng rồi. Rồi mình làm vì đam mê. Rồi, ok. Rồi. Cảm ơn anh Tiến đã tham gia cái podcast này cùng tụi em hôm nay để chia sẻ với các bạn những cái kiến thức chân thật nhất về cái quá trình lighting và về những cái tính ứng dụng của dòng đèn tub này và những cái vấn đề chúng ta sẽ phải chuẩn bị trước khi sử dụng cái dòng đèn tub này. Đúng với rồi. Cái nhu cầu của anh Tiến là một cái người sử dụng khi on set với cái số lượng đèn lớn, và Tấn Anh là một cái người ở cái nhu cầu cá nhân. Và video xin được kết thúc tại đây. Nếu có ý kiến gì hoặc là mong muốn đặt những cái câu hỏi gì thì các bạn có thể comment bên dưới cho tụi mình biết, hoặc là liên kết với tụi mình qua những cái link social media mình để ở dưới description. Có Tấn Anh, có anh Tiến, kênh YouTube của Tấn Anh thì các bạn biết rồi, còn kênh YouTube của anh Tiến thì trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì bye, and I see ya in the next time.